Đô thị cực phẩm y thần, Diệp thần. Vị này yêu hoàng, chính là long tộc hậu duệ, trời xanh tính dâm loạn, yêu phi không thiếu, cơ hồ gần ngàn. Con cháu đời sau cũng có mấy ngàn chi nhiều người, sở thích giết hại, cuồng ngông vô cùng, trừng mắt phải trả. Thiên văn thần tướng tự thuật nói, 300 năm trước, khôn cổ vương đình một vị vương tử vương phi bị yêu hoàng một con cháu cướp lấy, vương tử giết vị kia yêu hoàng con cháu sau đó, kết quả bị yêu hoàng đánh thành xương máu, yêu hoàng rất cường thế, nhưng rõ ràng là yêu hoàng đời sau làm không chỗ nói. Không chỉ như vậy, yêu hoàng một mực có từng bước xâm chiếm Côn Lôn hư dự định, đồng thời, nó và huyết linh tộc vậy có rất lớn liên lạc. Thậm chí có thể nói, hắn và huyết linh tộc quan hệ mật thiết. Diệp thần nghe được huyết linh tộc, con người thoáng qua một tia dùng mình, phải, ta đại khái hiểu cái này yêu hoàng. Tên này nếu vào huyết linh tộc có liên quan, thậm chí còn muốn chiếm đoạt Côn Lôn hư, vậy hắn cũng không có cần thiết tồn tại. Thiên mệnh vương đình trên dưới tôn ta mệnh lệnh, bây giờ ta lấy vương chủ thân phần. Sửa đổi thiên mệnh vương đình là quang minh điện đình, truyền lệnh những thứ khác ba đại vương triều, để cho chúng ba ngày sau tới đây. Ta muốn cùng bọn họ từng cái mưu đồ. Vương chủ, thiên văn thần tướng hơi lo âu, nói, bốn đại vương đình vua. Mặc dù là mọi người cộng đẩy, nhưng là yêu hoàng thân phong. Nếu như yêu hoàng phái yêu tới, chúng ta như thế nào ứng đối? Lại xem tình huống như thế nào, nếu như cuồng vọng tự lớn, giết. Nếu như có thể trò chuyện, thì có thể phát triển tiếp, thu nạp và tổ chức yêu hoàng 200 vị thần đem, chỉ đem yêu hoàng nhất mạch toàn bộ chấn động giết cho giỏi. Diệp thần không có định bỏ qua cho yêu hoàng nhất mạch, yêu hoàng chém. Những cái kia yêu phi và con rồng tất nhiên sinh tàn nhẫn, giữ lại vậy sẽ di họa phía sau, dứt khoát chu diệt sạch sẽ, còn có thể thu thập tới một đống yêu hạch và máu tươi, còn có thể luyện thể. Hắn hỏi, đúng rồi, luyện thể chi địa trên dưới, rốt cuộc có nhiều ít yêu thú. Ban đầu huyết linh tộc dịch chuyển liền dù sao cũng yêu tộc tiến vào luyện thể chi địa. Cái này 3.000 năm qua, lớn chiến dịch không nhiều. Bây giờ ra yêu số lượng lớn tổng thể ở 5-60 triệu chi nhiều người đi, tuyệt đại đa số đều là thấp cảnh giới yêu thú. Thiên văn thần tướng nói, nếu như vương chủ, cần bổ sung thiên mệnh quân, thuộc hạ liền lập tức phân phó. Đi đi, Diệp thần nhìn về phía hai yêu, nói ta muốn bế quan mấy ngày, nếu có ngoại địch xâm phạm, vô luận là ai trực tiếp bắn chết, như các ngươi không ngăn được, lại tới tìm ta. Tuân lệnh. Thiên văn thần tướng và phượng hoàng thần tướng thân hình chấn động một cái, vô cùng kích động. Nhưng có ngoại địch, trực tiếp bắn chết. Vương chủ cường thế, bá đạo à. Cho dù yêu hoàng cũng không quá như vậy à. Chắc hẳn vương chủ nhất định sẽ có cực lớn lòng tin, lại thực lực cực đoan mạnh mẽ. Hai vị thần tướng sau khi rời đi, Diệp thần ở chung quanh tìm cái hang núi, để cho tiểu hoàng và huyết long làm mình hộ pháp. Hắn thì lấy ra thiên mệnh yêu vương và bị dư âm chấn động giết rất nhiều thần tướng máu tươi, chuẩn bị bắt đầu đột phá phách thể kỳ cấp 2. 20 hơn vị thần đem máu tươi, rất nhanh liền bị Diệp thần hấp thu. Diệp thần cảm giác khí huyết lực tăng cường không thiếu, cơ sở huyết khí đạt tới 375 tấn, nhân loại bình thường đế tôn cảnh, vậy chính là cái này trình độ. Hắn lấy ra thiên mệnh yêu vương máu tươi, màu vàng máu tươi, cuồng bạo cực kỳ. Chấn động được tầng tầng không gian vỡ vụn, sau đó đem máu tươi đổ đưa ở đặc chế trong thùng gỗ, mình ngồi vào đi mở mới hấp thu. Màu vàng kim máu tươi, hàm chứa một cổ cực hạn sát khí, năng lượng cực mạnh. Nhưng cho dù sát khí lại thịnh, cũng không có Diệp thần trong cơ thể màu vàng huyết dịch mạnh mẽ, vẻn vẹn chỉ là sôi trào một lát, liền bị Diệp thần hấp thu. Phách thể kỳ tầng thứ 3 đoạn, là liền muốn bắt đầu lại đúc kim thân. Một lần nữa để cho kim thân cởi đổi, khiến cho đổi được mạnh hơn. Từ nhất căn bản là xương, xương sọ, xương tủy, rồi đến mao quản, kinh mạch, da, máu thịt đợi một chút, từng bước một tới lần nữa ngưng tụ. Hô hô hô, hô hô, Diệp thần một lần hành động bước vào phách thể kỳ cấp 3, toàn thân đều được chui luyện, từ trong ra ngoài, mơ hồ bây giờ có một đạo kim quang, cơ sở khí huyết chợt tăng đến 425 tấn chi hơn. Lại phối hợp sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo, có thể bộc phát ra gấp đôi chiến lực, dưới mắt tuyệt đối có tư cách đối kháng đế tôn cảnh trong hậu kỳ cường giả. Thậm chí đối mặt huyết linh tộc cường giả, hắn cũng sẽ không quá mức chật vật. Diệp thần thân hình chấn động một cái,
kim thân tiêu tán, thân xác khôi phục nguyên bản mạc dạng. Hắn lấy ra từng viên yêu hạch, bắt đầu luyện hóa, hút lấy trong đó linh hồn lực, lấy tăng cường tự thân. Hắn thông qua thiên chuyển linh hồn quyển công pháp này, dò xét đến mình linh hồn lực đại khái có thể phong ấn 23 người, nhưng được tăng lên tới phía sau, mới có thể đem linh hồn lực đổi thành là công kích, hoặc là kiếm hình, hoặc là hình đao, đâm thẳng đối thủ linh hồn. Một bên hấp thu yêu hạch, vừa tu luyện thiên chuyển linh hồn. Rất nhanh, tu luyện tới 17 chuyển, Diệp Thần linh hồn lực đến 2 tháng 6 triệu điểm, mỗi gia tăng 100.000 điểm, liền có thể hơn phong ấn một người, linh hồn lực đột phá 40 triệu điểm, là được đem càn khôn kiếm ấn tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, đến lúc đó phong ấn đối thủ, tiêu hao linh hồn lực, có thể không đáng kể. Diệp Thần thượng đang tu luyện, bên ngoài yêu tộc cũng đang khí thế ngất trời xây cung điện. Những thứ khác ba đại vương đình, cũng không phải tình huống như vậy. Liên Nguyên vương đình trong, Liên Nguyên yêu vương nghe được Thiên Mệnh yêu vương sau cùng một tiếng giống giận, sắc mặt ảm đạm. Nó tê liệt ngồi ở trên ngai vàng, đôi mắt vô thần, tự lẩm bẩm Thiên Mệnh đánh bại, đánh bại. Vương chủ, chúng ta nên làm cái gì? Vương chủ, bây giờ. Vương chủ, Thiên Mệnh vương đình bị diệt, chúng ta làm thế nào à? Một ít thần tướng tiếp liền hỏi thăm, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Diệp Thí Thiên có năng lực diệt Thiên Mệnh vương đình, vậy thì đồng nghĩa với có thực lực diệt chúng Liên Nguyên vương đình, sống chết đều ở đây một sớm một chiều bây giờ, như thế nào có thể bình tĩnh lại? Các loại hoa thần tướng xông vào báo cáo, tin tức truyền tới, vương chủ, Thiên Mệnh vương đình đánh bại. Thiên Mệnh yêu vương lợi dụng huyết linh tộc đại nhân để lại cho nó bảo vật, để cho thân xác lên cấp phách thể kỳ, lại tay cầm cấp một tiên khí. Như vậy, cũng đều bị Diệp Thí Thiên rất miễn cưỡng đánh bể. Nó dừng lại chốc lát, thở dài một tiếng nói, Thiên Mệnh vương đình thần tướng tổn thất hơn nửa, còn lại thần tướng cùng phụng Diệp Thí Thiên là mới nhậm chức vương chủ, Thiên Mệnh quân vậy đang nhanh chóng động viên trong, tựa hồ là Thiên Mệnh yêu vương và Diệp Thí Thiên đánh một trận, dư âm chấn động giết mấy trăm ngàn Thiên Mệnh quân, cần gấp bổ sung. Hơn nữa, mới nhậm chức Quang Minh Điện đình sứ giả bên ngoài, tới đưa tin chúng ta. Chúng ta nên làm cái gì? Đại điện yên tĩnh, không có một yêu lên tiếng. Mọi người lẫn nhau xem, cũng bất đắc dĩ ngồi xuống, không biết nên làm cái gì. Đi ra ngoài liều giết. Diệp Thí Thiên rất miễn cưỡng đánh chết bước vào phách thể kỳ Thiên Mệnh yêu vương à. Đi ra ngoài liều giết, không phải chém giết là chịu chết. Biểu thị bản thân, ký kết minh ước. Yêu hoàng đại nhân bên kia như thế nào giao phó? Năm 2000 tới, bốn đại vương đình vẫn luôn thuộc về vạn yêu thiên đình dưới, bốn đại vương chủ tất cả đều là yêu hoàng thụ phong, mặc dù lẫn nhau bây giờ công phạt, nhưng đều có ranh giới cuối cùng, mỗi một cái vương đình cũng sẽ không thật suy vi, nếu không không cách nào hướng yêu hoàng đại nhân giao phó. Nhưng bây giờ, Thiên Mệnh yêu vương để cho loài người sống sờ sờ đánh chết. Những thứ khác ba đại vương đình vậy rơi vào lưỡng nan cục diện. Để cho sứ giả vào đi. Liên Nguyên yêu vương có chút chán trường, hồi tưởng lại mới vừa tự nói hết thảy, giờ phút này giống như là châm chọc vậy, trước mắt tánh mạng mình cũng nguy hiểm, còn nói gì tương lai ngang dọc. Mấu chốt cái này Diệp Thí Thiên rốt cuộc là đường chết gì? Tại sao sẽ phát hiện cái này luyện thể chi địa? Thì tại sao ở ngắn như vậy thời gian liền trực tiếp hủy diệt một vị yêu vương? Liên Nguyên yêu vương con người đông lại một cái, tựa như quyết định, nhắm mắt lại, bước ra một giọt máu tươi, ngón tay bắt pháp quyết, đỉnh đầu hiện lên một đạo kim sắc chữ viết. Chữ viết xoay tròn, dường như muốn nhìn thấu thiên cơ. Đây là Liên Nguyên yêu vương đáng sợ nhất một trong những địa phương. Hắn tinh thông thiên mệnh thuật pháp, có thể dùng máu tươi giá phải trả cha xem người bất kỳ một số tương lai. Hắn ngược lại muốn xem cái này Diệp Thí Thiên lai lịch ra sao. Không tiếc bất cứ giá nào. Liên Nguyên yêu vương đỉnh đầu chữ viết đột nhiên dừng lại xoay tròn. Nó trong mắt híp lại, trong miệng lại là lẩm bẩm một chùm cổ xưa minh văn. Thuật pháp hữu đạo, hai con người nhập thế, phá vỡ hết thảy. Không che giấu. Diệp Thí Thiên, ta ngược lại là phải xem ngươi là lai lịch gì. Lời nói rơi xuống, nó trước mặt đột nhiên gian hiện ra một đạo hư ảnh. Hư ảnh càng ngày càng rõ ràng. Lại là mang mặt nạ Diệp Thần. Nguyên lai người chính là Diệp Thí Thiên, không biết người dưới mặt nạ là một bản dạng gì mặt.
phá vỡ cho ta. Liên Nguyên Yêu Vương vung tay lên, vốn cho là có thể đem hư ảnh mặt nạ bể tan tành, lại không nghĩ rằng, ở trong một cái chớp mắt này, hư ảnh kia lại ngẩng đầu lên. Một đôi tròng mắt lạnh như băng chỉ như vậy ngưng mắt nhìn nó. Giống như tử thần. Vô cùng thực cốt. Phốc. Một giây kế tiếp, Liên Nguyên Yêu Vương lại cũng không chịu nổi, một ngụm máu tươi trực tiếp khạc ra. Cả người lại là yếu ớt vạn phần. Vương chủ. Bên người hắn rất nhiều thủ hạ liền vội vàng tiến lên đem Liên Nguyên Yêu Vương đỡ lên. Mà giờ khắc này Liên Nguyên Yêu Vương vẻ mặt nhưng là có chút kinh hoàng, đây là tất cả mọi người tại chỗ chưa từng thấy qua. Không chỉ như vậy, Liên Nguyên Yêu Vương lại là không ngừng lẩm bẩm nói, người này vận mệnh lại không chịu thiên đạo ràng buộc, người này rốt cuộc là người nào, Diệp Thí Thiên. Chẳng lẽ hắn thật có tư cách Thí Thiên? Hắn càng nghĩ càng kinh hãi, đột nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì, chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía chậm rãi đi tới sứ giả, hỏi, bây giờ, Thiên Mệnh Vương đỉnh đổi là Quang Minh Điện Đường. Đúng, Liên Nguyên Yêu Vương. Sứ giả không sợ hãi chút nào, cũng không hành lễ, thẳng nhìn chằm chằm Liên Nguyên Yêu Vương, chỗ dựa vững chắc cứng rắn mình cũng có thể có khí phách một lát, không cần giống như trước, thành tựu sứ giả tới đây, còn được cho Liên Nguyên Yêu Vương ba lạy chín gõ. Các ngươi vị kia mới nhậm chức vương chủ. Diệp Thí Thiên đúng không, hắn phái sứ giả tới đây, tìm bổn vương có chuyện gì? Liên Nguyên Yêu Vương cưỡng ép trấn định đến, hắn luôn không khả năng ở trước mặt mọi người rối loạn trận cước. Vương chủ ở thuộc hạ rời đi lúc đó, phân phó. Yêu Hoàng nhất mạch, tất cả con cháu, cùng với tất cả yêu phi thân cận chi yêu, toàn bộ chém chết, không phải nhường Yêu Hoàng nghiệt chủng còn sống. Sứ giả Vân Đạm Phong khinh vậy, trực tiếp định nghĩa người liền Yêu Hoàng nhất mạch diệt tuyệt cách cục. Hô hô, hô, bốn phía, ngưng trọng tiếng hít thở quanh quẩn. Rất nhiều thần tướng kinh ngạc nhìn về phía sứ giả, cũng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Yêu Hoàng con cháu à? Ngày thường vậy cũng là thiên chi kiêu tử, mặc dù là tạp long, lại trời xanh tính dâm loạn, chỉ khi nào tới đây mọi người đều là ăn ngon con gái ngoan yêu cung. Bây giờ, vị kia mới nhậm chức vương chủ, truyền lệnh tất cả đại vương đình, muốn tiêu diệt những người này. Không sợ Yêu Hoàng nổi điên à? Sứ giả, ngươi lời này ý gì? Liên Nguyên Yêu Vương ánh mắt lấp lánh có thần, quan hệ đến mình sống chết không thể không được coi trọng, nói Yêu Hoàng con cháu rất nhiều, ngươi muốn bổn vương chém chết ở ta vương đình địa vực bên trong Yêu Hoàng hậu duệ. Vương chủ của các ngươi, không sợ Yêu Hoàng hạ xuống, tìm hắn phiền toái à? Ta cảnh cáo ngươi một câu, Yêu Hoàng không thể trêu chọc. Ha ha ha, sứ giả ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân nóng bức ra quanh quẩn suốt đạo đạo hỏa quang, giống như là bị nham thạch nóng chảy cháy qua như nhau. Yêu Hoàng là thứ gì? Chúng ta vương chủ nguyên thoại chính là, hoàn toàn diệt tuyệt Yêu Hoàng nhất mạch. Một cái lão long mang một đám nhỏ tạp long, cần gì phải sợ hãi? Huống chi Yêu Hoàng cái gì làm người, người hẳn rõ ràng. Chúng ta vương chủ là chắc chắn không thể nào thả qua nó. To gan, Liên Nguyên Yêu Vương vỗ bàn một cái ngồi đứng lên, hào hùng uy áp ùn ùn kéo đến, khủng bố tuyệt luân rơi vào sứ giả trên mình, giống như từng ngọn núi lớn xây đè tới một nửa, phẫn nộ quát, ngươi gan dám như vậy lời bản Yêu Hoàng, là muốn tìm cái chết à? Sứ giả không sợ hãi chút nào, hai tay ôm quyền hướng phía Bắc Quang Minh Điện đỉnh chỗ chỗ tỏ ý, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Liên Nguyên Vương đỉnh. Lạnh như băng nói, ta chính là Quang Minh Điện Đình Diệp Thí Thiên Vương chủ dưới, người dám can đảm giết ta, người Liên Nguyên Vương Đình liền phải làm cho tốt bị tiêu diệt chuẩn bị. Nhà ta vương chủ là Diệp Thí Thiên. Các ngươi dám động ta, liền được cân nhắc một chút hậu quả, xem mình thừa không chịu đựng nổi. Chính là vậy Yêu Hoàng thì như thế nào, có vương chủ ở đây, chúng ta không sợ. Ngươi, được a, sứ giả vậy như vậy ngạo khí. Trước kia ngược lại là chưa từng gặp qua à, Liên Nguyên Vương chủ thụ uy áp, tiếp tục ngồi ở ngôi vua lên, dò xét sứ giả, tựa hồ ở lựa chọn, Yêu Hoàng và Diệp Thí Thiên chúng tuyển chọn ai, vẫn là hai bên đều không chọn. Sứ giả lời nói bình thản, từ từ nói, đã từng là Thiên Mệnh Yêu Vương dẫn Vương Đình, Thiên Mệnh người này thực lực chưa đủ, cuồng vọng tự lớn, chúng ta thần tướng tự nhiên không dám quá phách lối. Nhưng là, bây giờ ta chủ chính là Diệp Thí Thiên. Chúng ta thần tướng nếu không phách lối bá đạo chút, há chẳng phải là rơi xuống ta chủ mặt mũi.
Nó thông suốt chỉ Liên Nguyên Yêu Vương, quát lên, Liên Nguyên Yêu Vương, ta chủ mệnh ba ngươi ngày sau, đi trước Vương Đình thương nghị sự việc, nhớ. Nó truyền đạt Diệp Thần giao cho mệnh lệnh, truyền đạt hoàn liền trực tiếp xoay người, muốn phải rời khỏi. Ngươi dám đối với ta vương chủ không tuân theo. Cho ta vương chủ đạo áy náy. Bên cạnh, hai vị yêu thú trực tiếp đứng ra, rút ra trường kiếm chỉ sứ giả. Ngươi là gạt ta Liên Nguyên Vương Đình không người à? Diệp Thí Thiên vương chủ, tàn sát ta Liên Nguyên quân 5.000. Không cho giao phó, liền ngươi cũng dám khiêu khích nhà ta vương chủ, là không muốn sống mà. Lấn hiếp người quá đáng. Diệp Thí Thiên còn chưa tới. Thủ hạ hắn liền dám cản rỡ như vậy, coi chúng ta như vô vật à. Sứ giả, ta 5.000 Liên Nguyên quân mệnh, còn chưa tìm ngươi tân vương chủ coi là đâu. Một vị khác thần tướng cũng là tức giận bất bình, xem ra là xuất thân từ Liên Nguyên vương chủ nhất mạch, hết sức ra sức. Đủ rồi. Để cho nó đi, Liên Nguyên vương chủ vỗ bàn một cái, đẩy lui hai vị thần tướng, ánh mắt u oán ngắm nhìn sứ giả, nói, trở về nói cho nhà ngươi vương chủ. Ba ngày sau bổn vương nhất định sẽ đi. Để cho hắn cẩn thận yêu hoàng, miễn được ba ngày còn chưa tới, hắn liền bỏ mạng ở yêu hoàng thủ hạ. Vương chủ, sứ giả khiêu khích ngài, đáng chết. Vương chủ, không thể như vậy à. Vương chủ, không thiếu thần tướng lên tiếng, cũng nhẫn không dưới khẩu khí này. Ta lặp lại lần nữa. Mời sứ giả rời đi. Liên Nguyên vương chủ thật nổi giận, hướng nhà mình thần tướng chấn động một cái. Lúc này chấn thương không thiếu thần tướng. Nó ngắm nhìn sứ giả đi xa hình bóng, lời nói, ngươi cùng lấy là, ta muốn nhịn cơn tức này. Thiên mệnh yêu vương cùng ta thực lực, chênh lệch không hai. Lấy được huyết linh tộc bảo vật, vậy không kém được chỗ nào. Thiên mệnh đều bị Diệp Thí Thiên sống đánh chết, ngươi cùng muốn bổn vương cũng bị Diệp Thí Thiên đánh chết à. Lời này vừa ra, trong điện tất cả thần tướng cũng đàng hoàng. Thực lực không đủ, không thắng người ta. Thật kinh sợ. Không kinh sợ liền được mất mạng à. Liên Nguyên vương chủ hừ lạnh hai tiếng, nói ta Liên Nguyên và Thiên Mệnh, coi như là bốn đại yêu vương trung cấp thứ hai tầng. Ngược lại là Bách Chiến Vương Đình, Bách Chiến yêu vương cái lão gia hỏa này, thực lực thâm hậu, ban đầu còn muốn cướp lấy yêu hoàng vị. Nếu không phải huyết linh tộc người giúp đỡ lão kia long, hôm nay yêu hoàng có lẽ chính là Bách Chiến yêu vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta mặc dù không có thực lực phản kháng, nhưng Bách Chiến yêu vương cũng không phải là tùy tiện có thể chọc. Hắn Diệp Thí Thiên lấy là mình là yêu hoàng à. Còn truyền lệnh ba đại yêu vương, dứt khoát, sẽ để cho hắn đi và Bách Chiến lão nhân kia, đấu một trận. Bổn vương cùng nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, thế nào mà không là. Có thể thành là yêu vương, vậy nhất định có tính toán bản lãnh. Nhất là Liên Nguyên yêu vương, chí hướng cực lớn, chiến lực mặc dù không cao, nhưng hiểu được tránh nặng tìm nhẹ, sao sẽ cùng Diệp Thí Thiên chính diện đối với. Liên Nguyên vương đình nơi này, sứ giả hoàn thành viên mãn. Khôn cổ vương đình, ở vào bốn đại vương trong đình tầng thứ ba tầng, yếu nhất một cái vương đình, năm đó vương tử bị yêu hoàng chấn động giết, khôn cổ yêu vương cũng không dám lời nói nửa câu, nghe được Diệp Thí Thiên chấn động giết thiên mệnh yêu vương. Lại là hoảng sợ vô cùng, đối mặt khí thế hung hăng sứ giả, liền huênh hoang đều không nói một câu, vội vàng đáp ứng. Đối với Diệp Thần phái đi ra ngoài sứ giả mà nói, vấn đề lớn nhất chính là đối mặt Bách Chiến Vương Đình. Bách Chiến Vương Đình từ trên xuống dưới đều là tinh nhuệ chi sư, Bách Chiến chi sĩ, nhất không muốn sống chính là Bách Chiến yêu vương, đế tôn cảnh thất tầng thiên cảnh, phách thể kỳ cấp 3, khi nhìn thấy Diệp Thần phái tới sứ giả. Nhưng là tự mình ra tay đánh được sứ giả không còn sức đánh trả chút nào, tấc nứt từng khúc nứt ra, lại đánh nát đại đạo hình thức ban đầu, phá hủy hơn nửa linh hồn. Cuối cùng, Bách Chiến yêu vương đối với Diệp Thần nổi lên hứng thú, mới đưa vị sứ giả kia trả về. Bị thương nặng phong vân sứ giả, lảo đảo đuổi về mới quang minh điện đường, đúng lúc nhìn thấy Diệp Thần xuất quan. Vương chủ, Bách Chiến yêu vương khiêu khích cùng ngài, còn nghĩ ta đánh trọng thương. Căn nguyên đại đạo hình thức ban đầu thiếu chút nữa đều bị phai mờ. Mời vương chủ là thuộc hạ trả thù. Phong vân sứ giả nửa quỳ xuống, giờ phút này cả người tắm máu tươi, đều là vết thương, còn có hơn trăm đạo vết thương, bị thương nặng, gần như thúc dục chết. Ngay lập tức gian,
như vậy cử động, nhưng là hấp dẫn hơn nửa thần tướng. Những thứ này thần tướng nhìn về phía phong vân sứ giả, rối rít tức giận không thôi, tiếp liền ôm quyền quỳ xuống nói, mời vương chủ là phong vân sứ giả trừ đi, đem lão kia xúc sinh làm thịt. Tất cả đứng lên, Diệp Thần vẫy tay đánh ra một cái khí huyết lực, đồng thời năm ngón tay bắn ra mười mấy cây ngân châm, bao phủ ở phong vân sứ giả, tạm thời dừng lại thương thế. Hắn thần sắc lạnh như băng hỏi, bách chiến yêu vương, coi là thật không để ý hết thảy ra tay. Vẫn là ngươi có thể khiêu khích, đến mức bị thương nặng. Diệp Thần suy nghĩ, mình chấn động giết thiên mệnh yêu vương. Những thứ khác ba đại yêu vương hẳn sẽ cảm thấy nguy hiểm, cho dù không cúi đầu xưng thần, cũng không dám khiêu khích dưới tay mình. Không nghĩ tới, phong vân sứ giả bị giết được thiếu chút nữa chết. Muốn thật là bách chiến yêu vương tận lực làm, vậy ở nơi này thu chịu già xúc sinh trước, phải thật tốt dạy dỗ một trận. Vương chủ, thuộc hạ biết được bách chiến yêu vương tánh khí nóng này, thuộc hạ chỉ là dựa theo vương chủ nói, truyền đạt ngài khẩu dụ đã qua. Không nghĩ tới bách chiến yêu vương chút nào không đem thuộc hạ để ở trong mắt, thuộc hạ lời nói mấy câu liền bị nó động thủ đánh cho thành như vậy. Phong vân sứ giả nguyên vốn cũng không tính ra cách, cũng không có sứ giả vậy thì cuồng ngông, dựa theo sự thật nói mấy câu, không nghĩ tới liền cho bách chiến yêu vương đánh cho thành như vậy. Mỗi lần nghĩ tới đây, phong vân sứ giả cũng cảm giác mình có chút bực bội. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn không muốn thụ địch. Nhưng là dưới mắt, nếu bách chiến yêu vương đã tích chữ đang uy hiếp, vậy thì không phải là có nên hay không xóa bỏ chuyện, mà là phải giải quyết. Nếu không hắn ở Côn Lôn hư người thân và bạn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Hắn con người đông lại một cái, sát khí bộc phát ra, mặt đất dưới chân vỡ vụn mấy phần. Nếu có người không muốn, vậy thì do không được ta, hôm nay ta liền mang theo thiên mệnh quân, sẽ một lát cái này cái gọi là bách chiến yêu vương. Cùng lúc đó, bách chiến vương đình. Hừ, một cái nho nhỏ loài người, vậy dám can đảm tới mệnh lệnh ta. Hắn nếu là dám tới đây, lão tử tại chỗ liền cho hắn đánh bể. Một cái thân ảnh khôi ngô đang ngồi ở to lớn trên ngai vàng, hắn thân thể như nhau bị thật dày miếng vải bọc lại, màu xanh đen miếng vải thật giống như chặt chẽ không ra quang, nhưng lại truyền ra đạo đạo uy áp kinh khủng. Nó đầu đội trước đỉnh đầu màu máu vương miện, ăn mặc màu máu long bào. Nó chính là bách chiến vương đình vương chủ, bách chiến yêu vương, đế tôn cảnh thất tầng thiên. Phách thể kỳ cấp 3 khủng bố tồn tại, suýt nữa đoạt được yêu hoàng vị long tộc vương giả, chỉ riêng cả người khí huyết, chưa từng có thể tận lực phóng thích, nhưng làm cho không người nào so khó chịu. Vương, chính là Diệp Thí Thiên, dám can đảm phái sứ giả đến tìm chết, sao không trực tiếp bắn chết vậy sứ giả? Một đầu yêu thực ôm quyền kể trước. Nó quanh thân lưu chuyển kinh khủng huyết khí. Diệp Thí Thiên chính là đánh chết thiên mệnh yêu vương, cũng không đủ gây sợ hãi. Vì sao vương chủ, không thẳng tắp tiếp tiến vào cái này mới thành lập quang minh điện trong đình, trực tiếp đánh chết Diệp Thí Thiên? Diệp Thí Thiên khiêu khích ta bách chiến vương đình, hành động này không khác nào tự tìm đường chết. Vương chủ, thuộc hạ nguyện ý dẫn cường giả, trực tiếp tiến vào quang minh điện đình, bắn chết Diệp Thí Thiên, hơn nữa quét diệt tất cả chướng ngại. Bên cạnh, một đầu bạch phượng hoàng thần tướng đứng ra ôm quyền nói, thuộc hạ đã lên cấp đế tôn cảnh tầng 6 trời. Kim thân phách thể cấp 3, đang muốn tiêu diệt thiên mệnh yêu vương, cướp lấy thiên mệnh vương đình, không nghĩ tới cái này Diệp Thí Thiên xông đi ra, dứt khoát để cho thuộc hạ diệt hắn. Nó trong lòng ngầm nói, vốn là, yêu hoàng thiết lập 4 đại vương đình kết cấu, vương chủ có thể đổi. Ta còn nghĩ diệt thiên mệnh yêu vương, thành là mới nhậm chức yêu vương. Nhưng nếu người Diệp Thí Thiên muốn xông tới, ta liền trước diệt ngươi. Hai vị thần tướng, không cần cuống cuồng. Bổn vương thả qua sứ giả, chính là muốn đem điều này không biết trời cao đất rộng loài người mình dẫn tới đây. Bách chiến yêu vương bao hàm vẻ khinh thường, cười nói, loài người này, tất nhiên sẽ tấn công ta bách chiến vương đình. Như vậy thứ nhất, chúng ta đánh chết Diệp Thí Thiên, thu nạp và tổ chức mới quang minh điện đình, há chẳng phải là hơn nữa dễ dàng. Nó hơi nhìn về phía bầu trời, nhàn nhạt nói, yêu hoàng chắc còn ở bế quan. Ra như vậy sự việc. Các ngươi trực tiếp giết Diệp Thí Thiên, tiếp nhận mới vương đình, tự cho là vương, đến lúc đó thông báo yêu hoàng một tiếng cho giỏi. Thật may, yêu hoàng cái này lão già kia đang bế quan.
Nếu không, yêu hoàng tự mình đi ra bắn chết Diệp Thí Thiên, lại sai phái những người khác tiếp quản Thiên Mệnh Vương Đình, vậy nó kế hoạch coi như bị lỡ. Bây giờ, yêu hoàng không có ở đây, giết Diệp Thí Thiên, phái nó thủ hạ đi tiếp quản Thiên Mệnh Vương Đình, giống như là bổn vương nắm trong tay hai cái vương đình cường giả. Huyết Linh tộc đã từng truyền ra lệnh, bốn đại vương đình tuy đứng ở Vạn Yêu Thiên Đình dưới, đứng ở yêu hoàng dưới, không được lẫn nhau câu liền, chính là sợ bốn đại vương đình cấu kết với nhau, thực lực càng ngày càng lớn, yêu hoàng không tốt quản lý, cũng không tốt điều động, dễ dàng sinh ra nội chiến. Hiện nay, Bách Chiến Yêu Vương muốn đoạt thức ăn trước miệng cọp, vậy mưu đồ hồi lâu. Nhưng là không nghĩ tới, hắn kế hoạch còn không có thực hiện, Diệp Thần đã trước hết giết Thiên Mệnh Yêu Vương, thành là người lãnh đạo mới. Đây là duy nhất bất ngờ. Diệp Thần cái này cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp được cử động, Bách Chiến Yêu Vương làm sao có thể cho phép, cho nên liền cố ý hủy diệt Phong Vân Sứ Giả căn cơ, hấp dẫn Diệp Thần đánh tới, tốt tế hết Diệp Thần. Báo. Vương chủ, Diệp Thí Thiên dẫn Quang Minh Điện đường cường giả, đã bước vào ta vương đình lãnh vực, đang chạy về phía đại điện tới. Phải chăng cần phái Bách Chiến Yêu quân điều động? Một vị truyền tin tức thần tướng xông vào hồi báo, thậm chí dục dịch, tương hòa Diệp Thí Thiên giao thủ, dò xét một phen. Quang Minh Điện đường, vốn là Thiên Mệnh quân, đổi tên. Được rồi, dù sao cũng phải đổi nữa một lần, đổi thành ta Bách Chiến Yêu quân. Một vị thần tướng cười nhạt liền liền, sau đó hướng Bách Chiến Yêu Vương ôm quyền nói, vương chủ, xin cho thuộc hạ ra tay, đánh chết Diệp Thí Thiên. Không cần cuống cuồng. Để cho Diệp Thí Thiên dẫn đại quân đi vào, để cho tất cả mọi người đều nhìn. Bách Chiến Yêu Vương ăn trái cây, cười nói, cứ như vậy, hai vị thần đem, tùy ý một vị đánh chết Diệp Thí Thiên, mới phải lên ngôi, thành là mới vương chủ. Nó ngắm nhìn xa xa mà đến thanh niên. Trong lòng cười nhạt không thôi. Diệp Thí Thiên à, Diệp Thí Thiên à. Ngươi ngược lại là giúp bổn vương, gấp như vậy đi tìm cái chết. Huống chi, ngươi vẫn chủ động xâm nhập ta Bách Chiến Vương Đình, cho chúng ta xuất chiến lý do. Bắn chết ngươi, ta thủ hạ thần tướng lên chức, ngược lại là yêu hoàng bên kia, tốt hơn giải thích. Đền ra. Diệp Thần bước chân dừng lại, ánh mắt rộng lớn, khua kiếm chĩa thẳng vào Bách Chiến Vương Đình. Dây một tiếng nói, Bách Chiến Yêu Vương, đánh chó cũng phải xem chủ nhân, ta đã cho cơ hội, bây giờ, tốc độ cút ra đây nhận lấy cái chết. Cái này một giọng nói, ẩn chứa mạnh mẽ đạo uẩn, truyền khắp thiên địa trên dưới, thậm chí chấn động được không thiếu yêu thú lỗ tai ra máu. Ngươi lại dám uy hiếp ta. Diệp Thí Thiên, ngươi đi tìm cái chết. Bách Chiến Yêu Vương dẫn chư tướng bay ra ngoài, mắt nhìn Diệp Thần. Nói, ngươi không đủ tư cách làm bổn vương đối thủ, bổn vương thủ hạ có chừng phó tướng, ngươi trước cùng chúng qua qua tay, ngươi đánh bại chúng, mới có tư cách thành tựu bổn vương đối thủ. Nếu như ngươi bị chúng đánh bại, xin lỗi, ngươi được dùng mệnh thành tựu bồi thường, đồng thời, nó cũng được là mới vương chủ. Như thế nào? Ngươi như tiếp nhận khiêu chiến, vậy thì đánh, đánh thắng ta thủ hạ hai cái thần tướng, ngươi mới có tư cách đối chiến bổn vương. Nếu không phải tiếp nhận, đó chính là vương đình cùng tiến lên, diệt ngươi. Tiếp nhận nói, ngươi thua, liền muốn toi mạng, vương đình do thần của ta đem tiếp thu. Bách Chiến Yêu Vương đánh được chính là cái này tính toán. Thậm chí đem bắn chết Diệp Thần sau đó, như thế nào đối với yêu hoàng giao phó, như thế nào đối với huyết linh tộc giao phó, hắn cũng muốn rõ ràng, thậm chí chi tiền chuyến đi động, để cho yêu hoàng không tìm được nó chỗ sai. Dĩ nhiên, nếu là trước Bách Chiến Yêu Vương đánh chết Phong Vân Sứ Giả, Diệp Thần đến tìm nó phiền toái, nó ngược lại không tốt giao phó, nếu như đem Diệp Thần đánh chết, càng không dễ đối với yêu hoàng giao phó, hết thảy tính toán, tinh minh vô cùng. Khiêu chiến. Đánh bại. Tân Vương Chủ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mắt nhìn xuống cách đó không xa hai đại thần tướng, cười khẩy nói, người cùng phế vật, cũng dám khiêu chiến ta. Hắn khua kiếm chỉ Bách Chiến Yêu Vương, cười nói, người đầu này lão xúc sinh tiến lên, ta còn cần sử dụng lá bài tẩy, mới có thể thắng ngươi, bất quá thủ hạ ngươi hai con kiến hôi đi lên muốn đánh ta, không phải tự tìm đường chết, là cái gì? Bách Chiến Yêu Vương, ta Diệp Thí Thiên cũng cùng ngươi đánh cuộc một ván, ngươi có dám? Ta có thể tiếp thụ thủ hạ ngươi thần tướng khiêu chiến, thậm chí ngươi khiêu chiến.
Ta sẽ đem các ngươi từng cái chấn động giết tại chỗ, xong chuyện sau ngươi Bách Chiến Vương Đình hết thảy tất cả thuộc về ta. Hắn dừng lại chốc lát, cười nói, nếu như ta đánh bại, Quang Minh Điện đường thuộc về ngươi, như thế nào? Thật không, Bách Chiến Yêu Vương ánh mắt thâm thúy, loang lổ trên mặt lộ ra đạo đạo nụ cười âm hiểm, cái này đánh cuộc vừa ra tới, mình bắn chết Diệp Thần, thì càng thêm danh chánh ngôn thuận, chính là Yêu Hoàng cũng được bước mình làm thật tốt, mà sẽ không có nửa điểm tức giận mắng. Tự nhiên coi là thật. Bởi vì các ngươi ba cái, quá yếu. Hơn nữa, ta Quang Minh Điện Đình, cũng sẽ không thuộc về các ngươi chỉ là đi tìm cái chết thôi. Diệp Thần khua kiếm, kiếm khí chấn động bầu trời, xé nát trước mặt trận pháp thoải mái, dời một câu, Quang Minh Điện Đình, lui về phía sau. Tuân lệnh, Vương Chủ. Vương Chủ. Phong Vân Sứ Giả, Thiên Văn Thần Tướng cùng với tất cả toàn bộ yêu thú lui về phía sau, chuẩn bị xong xem cuộc chiến và chúc mừng mình Vương Chủ, đại sát tứ phương. Cuồng ngông. Diệp Thí Thiên, ngày hôm nay bổn thần đem lấy ngươi mạng chó. Bách Chiến Yêu Vương bên người thần tướng vừa nhảy ra, dưới chân sinh ra vô cùng vô tận hoa thốc, lẫn nhau ngưng kết là một đạo hoa cầu, ánh sáng rực rỡ sáng chói chói mắt chân trời. Nó đạp không trên, rễ cây hóa thành cánh tay, tay cầm một chuôi hai lưỡi trường kiếm, quanh thân lưu chuyển phong cách cổ xưa mà điềm tĩnh hơi thở. Nó trên không lực phách một kiếm, lưỡi kiếm phá vỡ hết thảy, truyền ra đạo đạo kim sắc khí huyết lực, thậm chí lộ ra cười khẩy nói, một kiếm, đủ lấy tiêu diệt ngươi. Chính là loài người mà thôi, bổn thần đem ngàn năm trước không biết tàn sát nhiều ít, ngươi lại coi là cái gì? Một cái trăm tuổi không tới loài người. Lấy là đánh chết Thiên Mệnh Yêu Vương, bước vào phách thể kỳ, cũng đủ để cùng bổn thần đem đánh một trận. Buồn cười, thiên đại cười nhạo. Trận chiến này, kém không nhiều kết thúc. Đúng vậy, ngươi xem vậy Diệp Thí Thiên, không chút nào tránh né ý nghĩa. Chắc hẳn. Là bị Linh Vận Thần Tướng khí huyết lực phong tỏa không gian, nhúc nhích không được đi. Bách Chiến Vương Đình hai vị đế tôn cảnh tầng 5 ngày thần tướng, lẫn nhau phàn đàm, bất tiết nhất cố vẻ mặt làm được Bách Chiến Yêu Quân hân hoan khích lệ. Rào rào. Linh Vận Thần Tướng một kiếm này dùng vô cùng vô tận thần uy, giống như khai thiên một kiếm vậy, hướng Diệp Thần đỉnh đầu vỗ xuống. Một kiếm này, chỉ ít ẩn chứa vượt qua vô tận khí huyết lực. Không xây thân thể đế tôn cảnh tầng 6 ngày loài người, vậy tuyệt đối không đỡ được. Nhưng mà, Diệp Thần nhưng mà phách thể kỳ cấp 3, cơ sở khí huyết không thấp. Chỉ gặp, Diệp Thần thân hình hơi chấn động một chút, hai con người tản mát ra vậy cổ duy ngã độc tôn khí khái, tựa như xuyên thủng hư không cửu trọng thiên. Hắn chợt giơ tay phải lên, sau đó đổ dạo phố nổ tung, tứ chi lại là dâng lên từng cơn màu máu, mạnh mẽ khí huyết lực bộc phát ra. Quanh quần tay phải cánh tay, vô hình chung xé cuồn cuộn mà đến đợt khí, thật giống như một ngôi sao phóng lên cao, bộc phát ra sáng chói chói mắt sáng bóng. Phịch! Một đạo kịch liệt tiếng nổ truyền ra. Một kiếm kia vững vàng bị Diệp Thần tay phải ngăn trở, chấn động ra một đạo sóng trùng kích, bị diệt chu vi mấy ngàn thước cây cối, đem tất cả thần tướng chấn động lùi lại mấy bước, giống như là hai loại cực đoan vũ khí ở va chạm như nhau, chung quanh không gian xuất hiện chấn động. Cuồn cuộn bụi đất cuốn lên. Ta liền tiên khí cũng tay không nghênh đón. Huống chi, người chuôi này rác dưới linh khí. Bể, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, năm cây tinh khiết ngón tay thuận thế bắt thân kiếm, cự lực bộc phát ra, chợt hướng lên lôi kéo, cùng thân kiếm làm ngược lại tác dụng lực, chỉ nghe gặp một đạo thanh thúy kiếm minh tiếng chuyển ra, kèm theo mảnh vỡ chuyển giao bốn phía. Linh khí trường kiếm. Chặn. Rất miễn cưỡng là bị Diệp Thần làm gãy. Diệp Thần trở tay ném ra nửa đoạn mũi kiếm, lực lượng bộc phát ra, mũi kiếm thật giống như sao rơi vậy bắn ra, tại chỗ lưu lại một đạo đỏ rực dấu vết, chạy thẳng tới Linh Vận Thần Tướng đi. Giờ khắc này hắn, giống như tới từ địa ngục sát thần. Không, kim thân hiện ra. Linh Vận Thần Tướng chợt quát mấy tiếng, lại bị mũi kiếm đánh trúng, sinh ra cực đoan nổ. Người của nó ngã xuống. Phun ra một ngụm máu tươi, nếu như không phải là hắn bước vào phách thể, nếu không đã sớm bị mũi kiếm xuyên thủng. Cố nhiên như vậy, người của nó vậy xuất hiện đạo đạo vết nứt, sợ rằng lại gặp bị nhất kích, kim thân tất nhiên vỡ vụn. Không thể nào à! Người ta cùng là phách thể kỳ, người cơ sở khí huyết còn không có ta cao, làm sao sẽ gãy ta trường kiếm?
Linh vận thần tướng yếu ớt đến trình độ cao nhất, tê liệt đổ xuống đất, quanh thân quanh quẩn suốt đạo đạo lực lượng màu vàng, đang tự chữa thân thể. Nó ngưng mắt nhìn Diệp Thần, hỏi, trả lời ta, tại sao? Ta đế tôn cảnh tầng 6 thiên. Cơ sở huyết khí so ngươi cao. Kim thân phách thể cùng ngươi cùng cấp, tại sao ta đánh bại? Còn bại được như vậy chi thảm. Bởi vì ta là Diệp Thí Thiên. Công pháp của ngươi quá kém, lâm chiến được thời điểm không có biện pháp bùng nổ, hoặc là nói, vũ khí của ngươi quá lần. Diệp Thần giữ eo hệ cấp một tiên khí Thí Thiên kiếm, có 30% lực lượng gia tăng, mới vừa rồi một lần bùng nổ khí huyết lực lượng xa xa mạnh hơn linh vận thần tướng, thêm tới mình đạt được như vậy nhiều đại năng công pháp, lực lượng làm sao sẽ kém cho một cái đế tôn cảnh yêu thực. Bách chiến lão long, thủ hạ ngươi thần tướng mệnh, ta muốn. Diệp Thần đứng sừng sững tại đất đai trên, nhưng cho người một loại đứng sừng sững tại trong thiên địa cảm giác, vậy đôi duy ngã độc tôn trong mắt, thật giống như cùng gia yêu xa cách vô tận tinh thần, vô tận biển khơi vậy, không người nào có thể đến gần, cũng không có ai có thể sánh bằng. Loại cảm giác này, so thiên mệnh yêu vương, so bách chiến yêu vương cho gia yêu cảm giác. Muốn càng kinh khủng hơn, càng cường đại hơn. Cái gọi là chí cường giả. Chính là Diệp Thần như vậy khí khái, như núi bất động, động như sấm chấn động, lúc bình tĩnh cho người giống như tiên thần vậy, một khi khai chiến, liền triển lộ ra diệt thế chiến thần vậy một hạng mục, tựa như thiên sứ, vừa tựa như địa ngục ác ma. Hắn vung ra tay phải, mạnh mẽ màu vàng khí huyết lực bùng nổ, vô tận uy áp, xây đè xuống, thật giống như diệt thế vậy. Không, không, yêu vương mau cứu ta. Ta không muốn chết à. Linh vận thần tướng liều mạng gào thét, chỉ gặp nó thân xác lại nhanh chóng rạn nứt, mới vừa tự chữa tốt vị trí, trực tiếp nổ bể ra, nửa người dưới hoàn toàn thành là màu vàng mảnh vỡ, kim thân phách thể coi như là nửa phế, không phải vậy được trăm năm thời gian tới khôi phục. Diệp vương chủ, kém không nhiều là được rồi, lão tử thần tướng, còn không phải là ngươi có thể giết chết. Bách chiến yêu vương thong thả như vậy nói ra một câu nói, năm ngón tay một bản. Một dấu bàn tay ngưng tụ ra, cùng Diệp Thần uy áp đụng chung một chỗ. Hai đạo lực lượng lặp đi lặp lại đụng mấy lần, chấn động ra dư âm làm được thiên địa cũng run rẩy. Thành tựu hợp đạo cảnh cường giả mở ra thế giới nhỏ, không phải đặc biệt vững chắc, gặp phải vô cùng lực lượng mạnh bị rung động vậy vô cùng là bình thường. Nếu như Diệp Thần sau lưng đại năng có thể bộc phát ra vượt qua đế tôn cảnh lực lượng, cái này luyện thể chi địa vỡ vụn, vậy chẳng có gì lạ. Diệp Thần ra tay, màu vàng khí huyết lực lần nữa bùng nổ, thẳng đem linh vận thần tướng ép thành đầy trời bạo liệt màu vàng bột, đời một thần tướng, phách thể kỳ cấp 3 yêu thực, chính thức chết. Ở Diệp Thần trong tay, thậm chí không có vượt qua 3 chiêu. Chiêu thứ 2, vẫn là bách chiến yêu vương ra tay chặn, nếu không chiêu thứ 2 liền đủ để đánh được linh vận thần tướng thân xác nổ tung, linh hồn tiêu diệt. Hô hô hô, Diệp Thần thu hồi uy áp, hô hấp hơi ngưng trọng. Ánh mắt lạnh như băng ngưng mắt nhìn xem bách chiến yêu vương. Bách chiến yêu vương yên lặng không nói, trong mắt càng phát ra thâm thúy, giống như là hai cái hang đen nhánh, bên trong tràn đầy giết hại cùng hắc ám. Nhưng mà, sau lưng thần tướng nhưng là không tức giận đứng lên. Vương chủ, ra tay đánh chết Diệp Thí Thiên à. Vương chủ, Diệp Thí Thiên ngông cuồng như vậy, đánh chết Diệp Thí Thiên à. Vương chủ, là linh vận thần tướng trả thù à. Đế tôn cảnh tầng 3, 4 ngày yêu thú ẩm ỉ không ngừng. Chúng còn chưa tiếp xúc tới phách thể kỳ và đế tôn cảnh hậu kỳ trình độ này, căn bản không nhìn ra Diệp Thần mạnh mẽ, tựa như lấy là chỉ cần mình vương chủ ra tay, cũng có thể diệt giết Diệp Thần tựa như. Lúc này, Bạch Phượng Hoàng thần tướng âm thầm nuốt nước miếng một cái, nói nhỏ, thật là mạnh, cái này Diệp Thí Thiên rốt của cái gì lai lịch, Côn Lôn hư thiên tài lúc nào như thế kinh khủng. Nó âm thầm nhìn xem bách chiến yêu vương, thầm nghĩ, lấy cái lão gia hỏa này tính cách, là sẽ không để cho ta không xuất chiến. Thật may, 300 năm trước huyết linh tộc những người lớn hạ xuống Côn Lôn hư lúc, tới ta luyện thể chi địa coi sát. Cảm thấy ta thiên phú và chiến lực không tệ, dành cho ta một ít bảo vật. Lợi dụng những bảo vật này, đủ để đánh chết Diệp Thí Thiên, chỉ là đáng tiếc, nguyên vốn dự định dùng để đối phó yêu hoàng. Bây giờ ngược lại là tiện nghi tiểu tử này. Đi ra đi. Bạch Phượng Hoàng thần tướng. Diệp Thần mặt lộ mỉm cười nói, Phượng Hoàng nhất mạch,
Côn Lôn hư tuyệt tích, không nghĩ tới luyện thể chi địa bên trong nhưng là vẫn tồn tại. Chỉ tiếc ngươi trên người huyết mạch không hề thuần. Hắn khẽ vuốt trong ngực tiểu hoàng, nói, nhà ta tiểu hoàng ăn rồi rất nhiều thịt yêu thú, chính là chưa ăn qua phượng hoàng thịt, đợi hồi đập chết ngươi, ta sẽ không đem ngươi đánh cho thành mảnh vỡ, sẽ bảo đảm lưu ngươi máu tươi tới luyện thể, còn như ngươi thân xác, ta chuẩn bị dùng để thịt nướng, mùi vị hẳn thật không tệ. Thịt nướng. Giá tử vừa ra tới, hai bên cũng bối rối. Cái này Diệp Thí Thiên là ở muốn chết sao? Diệp thần. Ngươi còn muốn ăn ta, thật là to gan bao thiên. Bạch Phượng Hoàng thần tướng cũng không để ý, ngưng tụ ra một đạo hư ảnh, một đầu tuyết Bạch Phượng Hoàng bay lượn chân trời, bộc phát ra dòng giã kinh khủng hơi thở, lại huyễn hóa ra một chuôi cửu phẩm linh khí, hai con phượng móng bắt sau đó, trên không bổ ra một kiếm, kiếm khí đi đôi với Phượng Hoàng từ mang niết bàn nghiệp hỏa, nặng rơi xuống, giống như là tinh thần rơi xuống nhân gian giống vậy khủng bố. Ngọn lửa màu trắng thiêu hủy chân trời, một đường thẳng xuống. Chính là thân ở phía sau rất nhiều quang minh điện đình cường giả đều cảm giác khó thở, cả người có bị cháy cảm giác, không dám nhìn thẳng vậy một đạo kiếm khí. Thiên văn thần tướng vội vàng hô, vương chủ cẩn thận à, đây là phượng hoàng nghiệp hỏa, nhiệt độ cực cao, có thể thiêu tiên khí dưới hết thảy sự vật, ngài nhất định phải cẩn thận. Bất quá nho nhỏ ngọn lửa thôi. Sợ gì chi? Diệp thần ngưng mắt nhìn ngọn lửa, sau đó ra tay. Diệp thần chợt đánh ra một chưởng, chỉ tay nứt ra ra tia chớp màu vàng, xông lên đạt bốn phương, hóa thành một phiến màu vàng lưới sét, hoàn toàn bao phủ ở hỏa diễm kiếm khí. Hắn động, tung người chợt bay ra, thân hình nếu như tia chớp, nháy mắt đã tới đến Bạch Phượng Hoàng thần tướng trước người, tay trái đánh ra một chưởng, tiếng bạo đánh rách, vô cùng lực lượng thật giống như một viên đá lớn, đụng vào Phượng Hoàng trên mình vậy. Phịch, nhất kích đánh ra, Bạch Phượng Hoàng hai móng bên trong cửu phẩm linh khí, trực tiếp bị chấn động được rời tay. Nó bản thể bạo lui ra, ngũ tạng lục phủ nghiền, thiêu hủy hầu như không còn, sau khi hạ xuống, hóa thành hình người mạc dạng, cho thấy màu vàng phách thể, thần giác tràn ra máu tươi, thật là mạnh. Màu vàng khí huyết lưu chuyển mở, bắt đầu tự chữa Bạch Phượng Hoàng nội chiến. Nó thân xác so với so linh vận thần tướng mạnh hơn một ít. Chính là gặp Diệp thần một trường, cũng chỉ là người bị thương nặng, cũng không mất chiến lực. Nó lấy ra một quả màu máu chớp sáng, giận quát một tiếng nói, Diệp Thí Thiên, chịu chết đi. Diệp Thí Thiên, ngươi ép ta vận dụng lá bài tẩy. Tốt lắm, bổn thần tạm phải đem ngươi giết được tấc tấc nổ tung. Nếu không, không đủ để rõ ràng không thần tướng mối hận. Nháy mắt tức thì, Bạch Phượng Hoàng thần tướng bóp vỡ trong tay chớp sáng. Một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí huyết tràn vào nó trong cơ thể, ngay tức thì chữa khỏi nó nội thương, cũng đem toàn thân nó trần trụi kim hóa, để cho nó ngắn ngủi đặt chân tại phách thể kỳ cấp 4 xương cốt toàn thân trần trụi kim hóa. Diệp Thí Thiên, ngươi hẳn phải chết. Nó bay vút ra, nếu như dục hỏa sống lại Phượng Hoàng vậy, bộc phát ra đến gần 6-500 tấn khí huyết lực, làm được thiên địa lay động, các loại lôi quang rủ xuống xuống, thần uy cuồn cuộn bốn phương. Làm được vô số yêu thú rung động. Nó chợt đánh ra một móng, tuôn ra sáng chói chói mắt ánh sáng rực rỡ, giống như là pháo bông ở tách thả ra, rực rỡ tươi đẹp mà lóa mắt, mang hơi thở tử vong, hóa thành một chuôi thần kiếm, xuyên phá tầng tầng hư không tới, cần phải nhất kích chấn động giết Diệp thần. Tự tìm cái chết. Vạn Phật Kim Cương Quyền. Diệp thần quát khẽ một câu, một đoàn thổi phồng cực kỳ Phật quang phổ chiếu thiên địa trên dưới. Ngay sau đó bộc phát ra, nếu như dưới bầu trời đêm thánh Phật hiển hóa vậy, vô cùng vô tận Phật văn bay ra, quanh quẩn trong quả đấm, như có một tòa đồ sộ Phật hiển hóa. Hắn đồng thời điều động bất diệt kiếm đạo, bộc phát ra gấp đôi chiến lực. Lực lượng cuồng bạo bộc phát ra, vượt xa Bạch Phượng Hoàng lực. Oanh oanh oanh, đồ sộ Phật đem thần kiếm tấc tấc vỡ nhỏ, cuồng bạo quyền kính tầng tầng chồng lên. Phịch, kèm theo lại một đạo tiếng nổ. Quyền kính thẳng đánh vào Bạch Phượng Hoàng trên ngực, hoàn toàn đoạn tuyệt huyết linh tộc cái này cổ khí huyết bùng nổ, càng đánh nứt Bạch Phượng Hoàng kim thân phách thể. Phịch! Bạch Phượng Hoàng màu xích kim móng trái nổ tung, không có máu tươi tràn ra, ngược lại là vô số màu vàng mảnh vỡ phiêu tán, nếu như mưa mảnh vậy. Phịch! Chảo phải nổ tung, hóa thành từng hạt tròn màu vàng kết tinh thể rơi xuống. Phịch! Chân phải nổ tung. Phịch! Chân trái nổ tung.
Hiện nay, Bạch Phượng Hoàng tứ chi đều đã hoàn toàn bị nghiền. Diệp Thần trực tiếp đem Bạch Phượng Hoàng đánh cho thành tàn phế, tiện tay cường thế bắt phượng đầu, rơi trên mặt đất, giống như ma thần vậy, rất miễn cưỡng xé Bạch Phượng Hoàng đầu, lấy ra da Phượng Hoàng máu tươi, tồn chữ tổ ở đặc thù dụng cụ trong. Lần này không chỉ có Phượng Hoàng huyết luyện thể, ta còn có Phượng Hoàng ăn thịt. Tiểu Hoàng cười hì hì, móng vuốt quơ, đỏ xanh con ngươi toát ra thần bí quang. Sau đó đánh ra một cổ hoang cổ lực lượng trực tiếp mất đi liền trăm phượng hoàng trong cơ thể màu vàng phách thể, đem từ phách thể kỳ đánh trở về ngưng cốt kỳ, thân xác lại nữa kim hóa, liền có thể ăn. Diệp Thần lấy ra phượng hoàng chân huyết, đem Bạch Phượng Hoàng thi thể ném xuống trên đất, giơ lên phượng hoàng đầu, sát cố ý vị nhìn về phía Bách Chiến Yêu Vương, nói, bây giờ, như thế nào? Ngươi còn muốn giết ta? Hắn âm thầm ăn mấy cái khôi phục thương thế đan dược. Mới vừa rồi hai lần bùng nổ, đánh chết Bách Chiến Vương Đình hai cái thần tướng, tiêu hao không nhỏ. Hắn dò xét Bạch Phượng Hoàng thần tướng, trong lòng ngầm thầm nghĩ tìm, cái này huyết linh tộc, thật là chỗ nào cũng nhúng tay vào à. Không chỉ có khống chế luyện thể chi địa tầng trên yêu hoàng và bốn đại yêu vương. Lại là dưới sự khống chế mặt, có tiềm lực thành là yêu vương yêu thú và yêu thực. Loại phương thức quản lý này. Ngược lại cũng không sợ yêu hoàng và các yêu vương không nghe mệnh, một khi không nghe mệnh trực tiếp diệt trừ, để cho trước an bài tốt yêu thú ra sân tiếp nhận vị trí liền có thể tiếp tục dưới sự khống chế đi, không thể không nói, huyết linh tộc thủ đoạn, không đơn giản. Chỉ riêng cái này Bạch Phượng Hoàng thần tướng. Có huyết linh tộc bảo vật, mặc dù không có cấp một tiên khí, nhưng cái này chút khí huyết thời gian một dài, đủ để cho trăm Phượng Hoàng bước vào phách thể kỳ 4-5 cấp, như vậy tới một cái. Cho dù không bùng nổ gấp đôi chiến lực, vậy vượt qua Sa Côn Lôn Hư Đế Tôn cảnh tầng 9 thiên. Lấy Diệp Thần đối với Hàn Vân hiểu, Hàn Vân thân xác nhiều lắm là phách thể kỳ 1 cấp. Côn Lôn Hư thể xác mạnh nhất được trừ mình, chắc là Hàn Vân và Hoàng gia lão tổ. Đừng xem luyện thể chi địa số lượng không nhiều, nhưng tầng chót chiến lực, thật không so Hàn Vân cùng môn phái, gia tộc lão tổ kém. Diệp Thí Thiên, người chiến lực mạnh nhất. Bổn vương không thể không được thừa nhận, ngươi là một tốt thiên tài. Bách Chiến Yêu Vương chợt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ta nhớ lên tháng, hoàng gia lão tổ ở lục soát một người, một cái tàn sát liền hoàng gia hơn nửa thanh niên thiên tài người, tên là Diệp Thí Thiên. Hắn một mực không lục soát đến người này, lấy là chạy vào luyện thể chi địa. Cho nên cố ý đưa tin bổn vương, để cho bổn vương chú ý nhiều hơn, bổn vương muốn đến một cái hậu bối không đáng giá một đề ra. Nhưng thấy ngươi hôm nay thành tựu, cùng hoàng gia lão tổ hình dung được giống nhau như đúc, ngươi chính là cái đó ở huyết linh bí cảnh, giết huyết linh tộc tiền bối người đi. Diệp Thí Thiên, đúng lúc là trùng tên, hoặc là nói, vốn là luôn chỉ có một mình. Thời khắc này Bách Chiến Yêu Vương trong mắt, sắc bén vô cùng, tựa như trực tiếp nhìn thấu Diệp Thần vậy, kim thân phách thể cấp 3, mặc dù cảnh giới ở đạo nguyên cảnh, lại có đế tôn cảnh chiến lực. Lại có cấp một tiên khí Thí Thiên kiếm 30% lực lượng tăng phúc, phần trăm 10 chữ tăng phúc. Ngươi tiên khí, hẳn đến từ thiên mệnh tên ngu ngốc kia. Ban đầu, hoàng gia lão tổ truyền lệnh cho ta, để cho ta tìm Diệp Thí Thiên là đạo nguyên cảnh tầng trời 1, ngưng cốt kỳ. Dường như, còn chu diệt hoàng gia hơn 100 vị đạo nguyên cảnh, hư vương cảnh thiên tài. Thậm chí đem bọn họ hoàng gia rất ưu tú Hoàng Chiến Thiên và Hoàng Ngũ Thương. Cũng thu là mới có. Nó bỗng nhiên gian đứng lên, ngưng mắt nhìn Diệp Thần, lời nói thô cuồng, hỏi, nhưng là, kết quả là dạng gì lực lượng, có thể để cho ngươi 1-2 tháng gian, tăng lên như thế nhiều, chiến lực cơ hồ tăng cường 10 lần chi hơn. Bất quá có lúc, ta thật cảm giác ngươi chiến lực, chợt cao chợt thấp, không đúng. Hoàng gia lão tổ nói, ngươi ở hư vương cảnh và đạo nguyên cảnh bây giờ nghịch thiên chu diệt đế tôn cảnh thất tầng thiên người huyết linh tộc. Nhưng ở căn cứ huyết linh bí cảnh hài cốt tới xem, người đánh bại Hoàng Chiến Thiên và Hoàng Ngũ Thương thời điểm, chỉ có đế tôn cảnh tầng trời một chiến lực. Cho nên nói, ta đoán, sau lưng ngươi người, hẳn lai lịch không thấp đi. Ngươi kết quả được cái gì ngoại vực đại năng giúp đỡ? Có lẽ, chúng ta có thể trò chuyện một chút. Bách Chiến Yêu Vương không để ý tới sẽ ra yêu, tự nhiên lấy ra một quả cốt ly, rót luyện chế xong máu người rượu, đang muốn uống lúc. Chợt dừng lại, lộ ra vẻ mỉm cười, lại lấy ra một quả cốt ly, rót giống nhau máu người rượu, giao cho bên người thần tướng, nói, đưa cho lá điện chủ.
Vương chủ, cái này. Vương chủ, hắn giết Linh Vận Thần Tướng à? Vương chủ, mời ngươi là chúng ta Bạch Phượng Hoàng nhất tộc trả thù à? Không thiếu thần tướng cũng lên tiếng thỉnh cầu. Những thứ này thần tướng, tuyệt đại đa số tu vi đều ở đây đế tôn tầng một tầng hai trời, hết sức không rõ ràng Bách Chiến Yêu Vương ý nghĩa. Dựa theo vương chủ nói, hoàng gia lão tổ truyền lệnh tới đây, muốn giết Diệp Thí Thiên. Vậy vương chủ hẳn ra tay, đánh chết Diệp Thí Thiên à? Huống chi, Diệp Thí Thiên đánh chết người huyết linh tộc, dẫn được Quang Minh Điện Đình và Bách Chiến Vương Đình ra yêu hoàng sợ, càng hẳn động thủ chu diệt Diệp Thí Thiên, hiến tặng cho huyết linh tộc các tiền bối, đổi lấy chiến công à? Ai dám lời nói phân nửa? Bổn vương liền chu diệt nó. Bách Chiến Yêu Vương hừ lạnh một tiếng, khí huyết bộc phát ra, chấn động được rất nhiều thần tướng trào máu thụt lùi. Cái này, vương chủ, ai? Không thiếu thần tướng cúi đầu, không dám nói nữa tiếng nói. Vị kia thần tướng cung kính nhận lấy cốt ly, tung người bay đi, đưa tới Diệp Thần trước mặt, nói, Diệp Điện Chủ, mời. Phịch, Diệp Thần một quyền đánh bể vị này thần tướng, cả người khí huyết bốc cháy. Rượu này là dùng tộc người máu chế mà thành. Cái này cốt ly, là dùng tộc người đế tôn cảnh đời trước xương sọ luyện chế mà thành, làm nhân loại. Diệp Thần làm sao có thể uống? Trước có bữa mệnh yêu vương, vốn cho là liền đến đây kết thúc. Bây giờ lại không nghĩ rằng cái này Bách Chiến Yêu Vương cũng là như vậy. Đây là khiêu khích, cực đoan khiêu khích. Diệp Thần trong lòng dấy lên một đạo cơn giận đốt trời. Không uống máu người rượu. Không ngại. Bất quá, bổn vương ngược lại có chút sự việc, muốn cùng ngươi nói một chút. Bách Chiến Yêu Vương vậy không tị hiềm, không tức giận, cười nói, yêu hoàng đã bế quan, luyện thể chi địa lấy ta vi tôn, người ta nói chuyện, không cần lo âu. Mới vừa rồi, bổn vương cũng không thông báo hoàng gia lão tổ, chỉ là âm thầm phái người đi thăm dò cha ngươi. Nó nhận lấy một con linh bồ câu, cười nói, mặc ra tin tức truyền tống, năng lực làm việc. Quả nhiên nhanh chóng. Bách Chiến Yêu Vương mở ra vừa thấy, lại quan sát tỉ mỉ Diệp Thí Thiên, nói, nghe được tung thần bí, tu vi mạnh mẽ, tuổi không lớn lắm, thực lực tăng lên cực nhanh. Trước ở quảng trường Thiên Tuyệt đem Côn Lôn hư tất cả đại môn phái, khuấy long trời lỡ đất Diệp Thần, vẫn là sư đệ của ngươi. Các ngươi sư huynh đệ, thực lực lên cấp nhanh như vậy. Ta muốn sau lưng tất nhiên có mạnh mẽ đại năng. Loại này đại năng không thể nào đến từ Côn Lôn hư, tất nhiên là cao võ vị diện người ở giúp đỡ ngươi cùng. Thật ra thì, bổn vương đối với huyết linh tộc cũng không có bao nhiêu cảm giác, nếu như ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi thủ tiêu yêu hoàng, cùng với khôn cổ yêu vương, liên nguyên yêu vương, luyện thể chi địa lấy ngươi làm chủ, ta giúp ngươi, nhưng thành tựu điều kiện, ngươi phải nhường ta gia nhập các ngươi. Các ngươi sư huynh đệ, đi phải là phục hưng Côn Lôn hư. Đối kháng huyết linh tộc một con đường. Nó tùy ý vung móng, lăng không bắt nổ xa xa yêu thú, cười nói, ta nghe, huyết linh tộc chỗ chi địa cũng không thái bình, bọn họ phải đối mặt nguy cơ không thể so với người đối mặt thiếu, người chắc là cái đó cao võ vị diện ủng hộ người đi, nếu không ngươi không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Ta cũng muốn gia nhập các ngươi, dẫu sao ta đối với huyết linh tộc chế độ cấp bậc không thích, ở đó ta lên cao không gian quá nhỏ, có lẽ đến các ngươi cao võ vị diện. Ta có thể lập chiến công, tấn thăng nhập thần cảnh, thậm chí thần vương cảnh. Nói như thế nhiều, Bách Chiến Yêu Vương cuối cùng là đem mục đích mình nói ra. Nó muốn phản bội huyết linh tộc, tương trợ Diệp Thần, tới lấy được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, tăng lên địa vị mình. Nó không cam lòng tại ở một cái trong tiểu thế giới, làm một khối yêu vương, nó phải làm bá chủ. Không nghi ngờ chút nào, Diệp Thần là hắn cái ý nghĩ này mở đầu. Chỉ cần gia nhập Diệp Thần một khối, tựa như có thể liền có rất lớn lên cao nấc thang vậy. Những thứ này lời bàn, trực tiếp kinh hãi tại chỗ tất cả yêu thú. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Bách Chiến Yêu Vương, lại dám công khai phản bội huyết linh tộc, tựa hồ là một ít thủ đoạn hoặc là lá bài tẩy, đang chống đỡ nó hành động, nếu không một khi Diệp Thần không đáp ứng, nó há chẳng phải là tự tìm đường chết, bởi vì huyết linh tộc còn có một năm liền muốn hạ xuống Côn Lôn hư. Ngươi lời nói này được, ta đều có chút được động lòng. Nhưng mà hợp tác, ngươi cố nhiên có tư cách, có thực lực, nhưng ta không thể nào tìm ngươi. Ta không biết tìm một cái làm nhục người ta tộc đời trước di hài khốn kiếp, thành tựu đối tượng hợp tác.
Diệp Thần sát khí ầm ầm bùng nổ, căm tức nhìn Bách Chiến Yêu Vương, lạnh lùng nói, sau lưng ta đúng là có vực ngoại cường giả giúp đỡ, nhưng ngươi không phải hợp tác đối với xem. Ta cũng không cần phải cùng ngươi hợp tác, ta cho ngươi cái cơ hội, đánh một trận, ngươi nếu như chiến thắng qua ta, có thể cân nhắc. Nếu như chiến bại, ta rút ra ngươi long ra, nướng ngươi thịt rồng. Làm dừng lại toàn long tiệc. Hắn đúng là tìm không thiếu người hợp tác, chính xác mà nói, là thu phục không ít người. Tỷ như Hàn Vân, Huyết Dạ Môn đợi một chút, nhưng chỉ là có ở đây không liên quan đến ranh giới cuối cùng dưới tình huống tiến hành. Còn như Bách Chiến Yêu Vương, như thế cái trời sinh tính thích yêu giết hại, chút nào vô nhân đạo tồn tại, hắn còn không có hứng thú cùng chi hợp tác. Chẳng qua là muốn đánh chết nó mà thôi. Chiến thắng chiến bại thì như thế nào? Lấy ngươi thực lực, ở trẻ tuổi trong đồng lứa, có thể nói nghịch thiên. Nhưng cái này chỉ giới hạn ở Côn Lôn hư trong, ngươi còn có thể ngông cuồng một hai, huống chi là bổn vương chân thực không muốn động thủ hủy diệt ngươi căn cơ, miễn được ngày sau ngươi không cách nào đột phá đế tôn cảnh cửu tầng thiên. Bách Chiến Yêu Vương lời nói bình thản, nhưng thời thời khắc khắc tràn đầy cấp trên khí khái. Lấy nó phách thể kỳ, hơn nữa thương long huyết mạch, bùng nổ lực lượng vượt xa hết thảy yêu thú. Từ xưa tới nay, long tộc cũng chia 3-6-9 cùng. Nó cố nhiên là hạ đẳng nhất thần long huyết mạch, nhưng vậy vẫn là thần long hậu nghệ à. Thần lực rồng vượt xa hết thảy yêu thú và loài người. Nếu như cử động nữa dùng tiên khí bùng nổ, tuyệt đối có thể đối kháng đế tôn cảnh đỉnh cấp cường giả, cho dù là nhập thần cảnh. Tu luyện tới trí cao, càng phát ra có thể rõ ràng mình nhà thế giới là biết bao miểu nhỏ. Trước kia nó một mực lấy là đế tôn cảnh liền là loài người đỉnh cấp. Nhưng là khi nhìn thấy huyết linh tộc đại năng, liền rõ ràng đế tôn cảnh chẳng qua là vừa mới bắt đầu mà thôi. Đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh, nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh, tạo hóa cảnh chờ một chút. Hắn có tuyệt đối tư cách đối kháng cái này luyện thể đất hết thảy. Vô luận những thứ khác ba đại yêu vương như thế nào, cho dù liên hiệp, cũng không phải đối thủ của nó. Năm 2000 trước, nếu không phải huyết linh tộc nhập thần cảnh cường giả can thiệp, ngày hôm nay yêu hoàng vị trí chính là nó, cho nên nó cũng không phẫn tại huyết linh tộc thành tựu, cố ý tương trợ Diệp Thần, hơn nữa vẫn là nói được rõ ràng. Người đạo nguyên cảnh, chiến lực trực bước đế tôn cảnh trung hậu kỳ. Không chỉ như vậy, người vẫn là luyện thể, bước vào phách thể kỳ. Quyền lại đem ngươi tính là đế tôn cảnh đi. Bách Chiến Yêu Vương trong lúc rãnh rỗi, ngược lại là ngồi ở trên ngai vàng, từ từ nói, ngươi có thể biết mỗi trăm năm hạ xuống Côn Lôn hư huyết linh tộc người, cũng tầng thứ gì, địa vị gì à? Nó thấy Diệp Thần quả nhiên có chút nghi ngờ, liền nói, trăm năm trước tình huống đã tới 7 người, 3 cái đế tôn cảnh đỉnh cấp, 4 nửa bước vào thần cảnh, tựa hồ chuẩn bị dung hợp tiên khí, linh hồn đã cởi đổi, thân xác còn chưa tới đạt tới lột xác. Hơn nữa, mỗi cách nhau 300 năm, đều không phải là cùng nhóm. Những người này rất trẻ tuổi, so với chúng ta loại này thấp vị diện mà nói, giống như là phái nhà tiểu bối trong tộc đi lịch luyện một phen tựa như, huyết linh tộc các nhân vật lớn, phái bọn tiểu bối này, mười mấy tuổi 20 mấy tuổi tiểu bối đi tới Côn Lôn hư, tùy ý giết hại, ý ở chui luyện bọn họ thân mình, để cho bọn tiểu bối quen thuộc giết hại, nhưng chỉ là tiểu bối, cũng so các ngươi Côn Lôn hư người mạnh nhất, mạnh hơn. Các ngươi lấy cái gì đi liều mạng? Ta biết sự tiến bộ của ngươi, có lẽ một năm sau, ngươi sẽ đến đế tôn cảnh, chống đỡ chết có thể sánh bằng nhập thần cảnh sơ kỳ. Nhưng mà coi như ngươi có tư cách đối kháng nhập thần cảnh, vậy còn dư lại huyết linh tộc cường giả đâu? Ngươi lấy là, Hàn Vân bọn họ, chống đỡ được à? Nửa bước nhập thần cảnh nhưng có tiên khí nơi tay, ngay cả là 7-8 cái đế tôn cảnh tầng 9 hợp chung một chỗ, vậy rất khó là đối thủ. Bách Chiến Yêu Vương dừng lại chốc lát, liền nói, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể giúp ngươi ngăn trở một cái nửa bước nhập thần cảnh, điều kiện là ngươi sau khi thành công, ta muốn một chuôi cấp 2 tiên khí, hoặc là nói, để cho ta thấy sau lưng ngươi người, để cho bọn họ cho ta tài nguyên tăng lên thực lực. Ta muốn tăng lên tới nhập thần cảnh nhị tầng thiên. Đây là ta có thể giúp ngươi làm, nếu như, ở trước khi đại chiến, ngươi có thể cho ta một chuôi tam phẩm tiên khí. Ta có thể cân nhắc giúp ngươi ngăn trở một vị nhập thần cảnh huyết linh tộc người, từ sau đó, chúng ta chính là đồng minh. Như thế nào? Có đáp ứng hay không?
Bách Chiến Yêu Vương bỏ mặc Diệp Thần thái độ mới vừa rồi như thế nào, như cũ tự thuật. Nó nói được rất nhiều tình huống vậy đều là thật sự, Hàn Vân là Côn Lôn hư trước mắt mạnh nhất một người, vậy tới hơn có thể chống đỡ một vị nửa bước nhập thần cảnh. Những thứ khác đứng đầu môn phái lão tổ, toàn lực ra tay, không có tiên khí dưới tình huống, chống đỡ chết ngăn trở một vị nửa bước nhập thần cảnh. Như vậy tính được, còn có rất nhiều huyết linh tộc cường giả cần Diệp Thần tự mình đi ngăn cản. Hắn lấy cái gì đi ngăn cản? Một cái mới tới tuổi 20 thanh niên, cho dù thiên tư đáng sợ nữa, đối mặt huyết linh tộc, cũng chỉ có một con đường chết. Mà nó Bách Chiến Yêu Vương có cái này sức, bởi vì hắn là thần long huyết mạch và thịt xương. Cho nên, nó ánh mắt bén nhạy biết Diệp Thần thiếu sót, mà nhất kích đánh trúng khuyết điểm này, tuy nhìn như để cho Diệp Thần lựa chọn, trên thực tế chính là mệnh lệnh. Ngươi lời này, có đạo lý. Không bằng, ngươi tỉ mỉ đem mấy người kia tình huống, nói cho tại ta, ta suy nghĩ thêm một hai. Diệp Thần như núi bất động, như cũ chuẩn bị từ Bách Chiến Yêu Vương trong miệng, tận lực hơn bộ tin tức. Hắn cho tới bây giờ không có đánh coi là tùy tiện thả qua Bách Chiến Yêu Vương, cho dù là mình không cần bỏ ra hơn giá thật lớn, vậy tuyệt không thể nào đồng ý hợp tác. Một tên như vậy, uống máu người rượu, dùng người xương sọ chế tạo cốt ly. Chỉ có hai con đường. Cái thứ nhất, Diệp Thần trực tiếp đánh chết nó. Cái thứ hai, Diệp Thần thu phục nó, đương nhiên là giống như là hoàng gia và rất nhiều môn phái cái loại đó môn phái thu phục, đều là những người này gian. Sao sao, quyền lại hữu dụng thu phục tới đây, chống cự huyết linh tộc, đến khi đại chiến xong, có thể sống sót hay không nói sau. Sống sót, vận khí tốt, tất nhiên tại đại chiến trong là Côn Lôn hư xuất lực. Không sống nổi, cũng là cho Côn Lôn hư tận trung, ít nhất là giết địch mà chết. Bách Chiến Yêu Vương nghe được Diệp Thần nói tiếng nói, thần giác phác họa một nụ cười, tựa như nắm trong tay hết thảy. Ở hắn trong mắt. Loài người này thanh niên làm như vậy, mới là lựa chọn chính xác nhất. Kẻ thức thời là người tài giỏi. Nhưng là chung quanh Quang Minh Điện Đường và Bách Chiến Vương Đỉnh yêu thú mỗi một người đều bối rối, trong ánh mắt tràn đầy không thể nói rõ ý. Mới vừa rồi, dường như bọn họ cũng chuẩn bị ra tay. Cái này sẽ, chúng ta hai bên vương chủ, lại có thể bắt đầu trò chuyện. Muốn hợp tác? Diệp Thí Thiên. Người biết vì sao là Trung Võ Vị Diện? Vì sao là Cao Võ Vị Diện? Vì sao là Hạ Võ Vị Diện à? Bách Chiến Yêu Vương trông mong nhìn về phía Diệp Thần, trong lòng dần dần kích động, nào ngờ đã trúng Diệp Thần mưu kế. Diệp Thần mặc dù thời gian tu luyện không dài, nhưng thân đánh trăm trận, các loại tính toán cũng là không kém chút nào, cái này sẽ xuất thủ bắt lại Bách Chiến Yêu Vương, chưa chắc có thể biết nhiều như vậy tin tức, còn không bằng trước kéo, cùng Bách Chiến Yêu Vương cầm tin tức nói hết ra. Mạnh hơn nữa được bắt lại, trực tiếp phong ấn. Mặc dù cái này phong ấn, không ổn thiếp, nhưng Diệp Thần cũng không phải là muốn lâu dài đào tạo Bách Chiến Yêu Vương, nhiều lắm là để cho đối phó ở huyết linh tộc người lúc tới, ngăn trở một vị nửa bước nhập thần cảnh thôi, tiêu diệt hoàn huyết linh tộc người sau đó, nó chết rồi cũng không quan hệ. Cho nên, không cần xem Côn Lôn hư rất nhiều môn phái như vậy, đi thu tâm chi đạo. Huống chi, yêu tộc dẫu sao là yêu tộc. Rất ít có như nhân loại vậy phong phú tình cảm, đi thu tâm chi đạo, chưa chắc có thể thành. Không biết. Bách Chiến Yêu Vương, người nói một chút đi. Diệp Thần bình thản lời nói trước. Cái gọi là vị diện, cái gọi là chủng tộc, văn minh. Trên thực tế chính là vô tận tinh không bên trong từng hạt tròn sinh mạng tinh cầu mà thôi. Bách Chiến Yêu Vương nhớ lại đã từng ở Côn Lôn hư, tiếp xúc huyết linh tộc và rất nhiều cường giả, bắt đầu giải thích. Bất kỳ một người nào địa phương. Vậy được xem có không linh khí, có vô đạo thống sinh linh, phải chăng tu võ chờ một chút. Côn Lôn hư thuộc về Hoa Hạ kết giới bên trong, càng là trái đất trong còn sót chỗ tu luyện một trong. Ngươi nhìn như đã tiếp xúc đến Côn Lôn hư võ đạo môn hạp. Nhưng thực chỉ bất quá mới vừa bắt đầu mà thôi. Côn Lôn hư chẳng qua là hạ võ vị diện. Ngươi cho dù thiên phú và tu vi nghịch thiên, có thể như đặt ở huyết linh tộc ở địa phương đó. Nhỏ bé hết sức. Ở bọn họ Cao Võ Vị Diện trong mắt, chúng ta đều là rác rưởi. Đều là con kiến hôi. Cao Võ Vị Diện, ví dụ như huyết linh tộc như vậy tồn tại, cấp thấp nhất tu vi, cũng kém không nhiều ở đế tôn cảnh sau đó chính là, nhập thần cảnh, thần vương cảnh, hỗn nguyên cảnh, hợp đạo cảnh,
tạo hóa cảnh đợi một chút, cao hơn nữa tu vi, nghe đã từng có tinh khiếu cảnh tồn tại, còn như cảnh giới này, rốt cuộc so hợp đạo cảnh cao nhiều ít, bổn vương cũng không biết. Bổn vương chỉ biết là, khống chế chúng ta cái này một vị mặt người, tựa hồ chỉ là huyết linh tộc mấy lớn một trong thế gia một nhà trong đó, hơn nữa vậy một nhà thuộc hạ tông môn, mà ngàn năm trước, ta từng cùng cái này một tông môn ngoại môn đệ tử, có qua một lần tâm sự. Bách Chiến Yêu Vương biết huyết linh tộc mạnh mẽ, chẳng những dám phản bội, miễn cưỡng dục dịch, kỳ vọng thông qua phản bội, đạt được Diệp Thần chỗ tốt, mau sớm bước vào nhập thần cảnh, thậm chí thần vương cảnh. Nó có thể tu đến trình độ này, vậy không đơn giản. Lần này thảo luận còn chưa nói xong. Phía dưới rất nhiều thần tướng, đã hoảng sợ vô cùng, không nghĩ tới trung võ vị diện, lại có thể cũng so Côn Lôn Hư và mình một giới này, mạnh mẽ như thế nhiều. Càng không cần phải nói cao võ vị diện. Luyện thể chi địa, đạo nguyên cảnh cũng chính là tôn giả cảnh yêu tộc có nhiều ít, vậy cũng hoàn toàn đếm tới đây, tuyệt không vượt qua 2000 số. Mà trung võ vị diện, chính là kém nhất một tòa thành trong, nhóm phổ thông nhiều người đều có đạo nguyên cảnh tu vi, vậy thì giữa căn bản chênh lệch, kém được còn không phải là một hai cảnh giới, là toàn thể kém được quá nhiều. Diệp Thần vậy âm thầm chắt lưỡi, bây giờ là biết tại sao, huyết linh tộc trong bí cảnh 6 người nói đế tôn cảnh, ở huyết linh tộc là rác rưởi nhất tu vi. Thì ra như vậy, cao võ vị diện người, khởi điểm cao hoa hạ Côn Lôn Hư quá nhiều. Người Côn Lôn Hư, cả đời cũng chỉ dừng bước tại đế tôn cảnh, dùng hoa hạ lời nói mà nói, huyết linh tộc người trực tiếp sanh ra ở Côn Lôn Hư võ giả điểm cuối. Khó trách, như vậy nhiều tông phái trưởng môn, các trưởng lão, không dám nhân vật phản diện. Bất quá, vậy thì như thế nào? Hắn Diệp Thần có luân hồi mộ địa, hắn có vô cùng lớn tiềm lực, không cần mấy năm là được lên cấp hợp đạo cảnh, chính thức đối kháng huyết linh tộc. Chân áp Côn Lôn Hư huyết linh tộc mấy lớn một trong thế gia thuộc hạ tông môn, vậy thì từ nơi này tông môn bắt đầu đối phó. Cho đến, tiêu diệt toàn bộ huyết linh tộc mới ngưng. Bách Chiến Yêu Vương, không hổ là lão hóa đá cấp yêu vương khác. Cùng nó trò chuyện một phen, lấy được chỗ ích lợi rất lớn, chỉ ít những kiến thức này, Côn Lôn Hư trước mắt mọi người là không biết. Có thể biết được những kiến thức này, sau này đối phó huyết linh tộc liền dễ dàng nhiều. Bách Chiến Yêu Vương, cái này một tông môn, lệ thuộc tại huyết linh tộc bên trong, là phụ trách nắm trong tay ta Côn Lôn Hư thế lực. Diệp Thần hỏi, hắn không cách nào từ Hàn Vân nơi đó biết những tin tức này, năm đó Hàn Vân đều không tham dự tác chiến, mới vừa chạy trở lại sẽ để cho huyết linh tộc người thu thập, nào biết những thứ này, còn như huyết thất dạ bọn họ, đến nay thần niệm không yên, trí nhớ xuất hiện đứt đoạn, không tiện hỏi, một khi cưỡng ép để cho các sư tôn đi hồi tưởng, e rằng có tổn thần của bọn họ niệm. Hắn hỏi, cái này tông môn, tên gọi là gì? Mỗi trăm năm đến 7 người tuổi trẻ, cụ thể cái gì lai lịch? Ta nghe, huyết linh tộc trong có một cái chí cường giả, hành vi bá đạo, quyết không cho phép dưới quyền vị diện, xuất hiện chút nào làm phản đầu mối. Cái này chí cường giả, chính là Diệp Thần từ huyết thất dạ bọn họ trong miệng, biết được vị kia huyết linh tộc người. Diệp Thần vậy muốn biết, kết quả dạng gì mạnh mẽ tồn tại, trấn áp huyết thất dạ bọn họ, cũng chỉ có biết rõ vị này mạnh mẽ tồn tại, mới có thể đi cứu huyết thất dạ, Mạc Ngưng Nhi các người thân phận thật sự. Người nói nhưng mà năm đó, chủ đạo phát động đối với Côn Lôn Hư đánh một trận vị kia chí cường giả. Vị kia chí cường giả, cũng không phải là trấn thủ huyết linh tộc dưới quyền tông phái người, mà là mấy đại thế gia người, nghe là tạo hóa cảnh đỉnh cấp. Bách Chiến Yêu Vương thở dài một tiếng. Nói, năm đó cũng là hắn chủ động tấn công Côn Lôn Hư, đem Côn Lôn Hư từ trung võ vị diện, rất miễn cưỡng đánh thành hạ võ vị diện tuyệt thế cường giả. Tục danh trong, tựa hồ có, huyết ma, hai chữ. Liên quan đến thượng cổ cuộc chiến, ta hỏi máu kia linh tông phái đệ tử, người nọ chỉ nói là, huyết ma đại nhân. Rõ ràng, Diệp Thần cảm giác mình cứu chư vị sư tôn sự việc, gánh nặng mà đường xa, chí ít không tới hợp đạo cảnh. Mình căn bản không cách nào cứu giúp chư vị sư tôn, nhưng huyết linh tộc sự việc, vậy theo mình mạnh mẽ, biết hiểu được càng ngày càng nhiều. Còn như tạo hóa cảnh và tinh khiếu cảnh, là cảnh giới gì, hắn cũng không cách nào biết được. Là hợp đạo cảnh trên tiếp theo hai cảnh giới, vẫn là vượt xa hợp đạo cảnh cảnh giới. Hết thảy các thứ này,
sợ rằng cũng được đến khi Chu Diệt lần kế bước vào Côn Lôn hư cường giả, mới có thể biết được. Còn như trăm năm trước phủ xuống bảy người kia, xuất thân từ huyết linh tộc huyết kiếm tông phái, là nhất là cấp thấp ngoại môn đệ tử, không ra ngoài dự liệu một năm sau, đến Côn Lôn hư có thể vẫn là trăm năm trước nhóm người kia. Bách Chiến Yêu Vương cười nói, Diệp huynh, tin tức ta cũng nói được xong hết rồi, là thời điểm, nói một chút chính ngươi đi. Ngươi sau lưng là như thế nào đại năng giúp đỡ ngươi? Ta thì như thế nào, đi vậy cái vị diện, hoặc là nói, là Diệp huynh ngươi tự mình đưa ta đã qua. Tiên khí sự việc, nó lộ ra lau một cái hồ ly mỉm cười nói, ngươi dự định như thế nào? Cho một chuôi cấp một tiên khí, ta có thể cho ngươi ngăn trở một vị nửa bước nhập thần cảnh, cho một kiện cấp hai tiên khí, ta có thể giúp ngươi ngăn trở huyết linh tộc hai vị nửa bước nhập thần cảnh. Diệp thần hoạt động thân thể, cười nói, cái gì tiên khí? Cái gì vị diện? Cái gì giúp đỡ? Mới vừa rồi, chỉ bất quá ta muốn biết tin tức thôi. Còn như ngươi trợ giúp, ta có một cái tốt hơn phương pháp, đó chính là trấn áp ngươi, cưỡng ép để cho ngươi đi. Ngươi có đi hay không? Không thể do ngươi. Diệp thần kim thân phách thể bộc phát ra, khí huyết xông phá vân tiêu, giống như là trên dưới 100 bánh xe núi lửa bùng nổ vậy, dẫn được mặt đất chấn động kịch liệt, không biết yêu thú còn tưởng rằng là luyện thể chi địa muốn bể nát. Diệp thần khí huyết trong càng ẩn chứa một cổ khí tức hủy diệt, làm được rất nhiều thần tướng linh hồn cũng đang rung rung. Hắn hơi đưa tay, kèm theo một đạo kiếm minh, một đạo kiếm quang lóe lên, thí tiên kiếm xuất hiện ở trong tay. Cấp một tiên kiếm, kiếm uy cuồn cuộn, xông lên đạt tứ hải bát hoang. Thí tiên kiếm kiếm linh, khí linh, giờ phút này đã cởi đổi làm tiên linh, có ý thức của chính mình. Ở kiếm linh chủ động dưới sự phối hợp, Diệp thần bộc phát ra chiến lực, liền sẽ tăng cường không thiếu. Hừ, thật lấy là, bổn vương sợ hãi sợ ngươi sao? Nếu ngươi không có thành ý chút nào, phá hoại quy củ, bổn yêu vương liền đem ngươi sống đánh chết. Thiên mệnh yêu vương vậy nổi giận, hóa hình bản thể, một cái ngàn trượng thương long xuất hiện ở trên trời, lớn được không bên, phong phú ra thật thân xác, bất chấp màu xích kim sáng bóng, từ bên trong xương đến xương tủy, kinh mạch, mạch máu, ngũ tạng lục phủ đợi một chút, đã toàn bộ trần trụi kim hóa. Bồng bột màu vàng khí huyết lực giống như uông dương vậy che khuất bầu trời, nó cho dù không phải nhập thần cảnh, vậy đủ để đơn độc đối mặt nửa bước nhập thần cảnh cường giả. Đây cũng là nó một trưởng. Càng là mấu chốt là, hắn thân xác đã đến một cái vô cùng trình độ kinh khủng. Yêu vương vạn tuế, vạn tuế. Yêu vương vô địch, Chu Diệt Diệp Thí Thiên. Mời yêu vương Chu Diệt Diệp Thí Thiên. Không thiếu Bách Chiến Vương đỉnh các thần tướng, đã bắt đầu kích động. Mới vừa rồi còn lấy là, nhà mình vương chủ yếu và Diệp Thí Thiên liên thủ, cũng trò chuyện được vui như vậy đâu, không nghĩ tới hai người trực tiếp trở mặt, mỗi người tiến vào trạng thái tột cùng. Bọn họ cũng mong đợi Bách Chiến Yêu Vương cầm Diệp Thí Thiên đánh bể. Mà bên kia nhưng là khác một loại trạng thái. Chúng ta vương chủ, khí thế thật giống như căn bản không như Bách Chiến Yêu Vương à. Thiên Văn Thần Tướng và Phượng Hoàng Thần Tướng, đồng thời than thở một tiếng. Khí thế chênh lệch, tựa như liền biểu thị Diệp thần thất bại à. Cái này cái mới quang minh vương đình, sẽ không tại chỗ giả đám chứ. Suy tư bây giờ, một đạo tức giận tiếng vang khắp phân tiêu. Diệp Thí Thiên, trêu đùa bổn vương, là phải trả giá thật lớn. Bất an quy tắc làm việc, cũng là phải trả giá thật lớn. Bách Chiến Yêu Vương đáp xuống, bụi mù cuồn cuộn lên, nhất thời và Diệp thần chém giết chung một chỗ. Long chảo tùy ý nhất kích cũng có thể xuyên thủng huyết thảy, đưa tới một phiến phiến sấm sét bổ ở Diệp thần trên mình. Nó lại là nhanh chóng di động thân thể cao lớn, một cái long tảo đuôi, tung lên cuồng bạo đợt khí, trực tiếp đánh bay Diệp thần. Nó đã cho qua Diệp thần cơ hội. Lại không nghĩ rằng, Diệp thần không chỉ có không đáp ứng. Còn đối với mình ném đá giấu tay, yên có thể nhẫn nại. Phải tại chỗ cầm Diệp thần đánh chết. Đánh không chết cũng phải đem núp ở Diệp thần người sau lưng đưa ra, ngoài ra tìm một người nói. Loại này không theo như quy củ tới tiểu bối, thật là tự tìm cái chết. Đùng đùng, vô tận đợt khí uyển như lưỡi đao ở Diệp thần quanh thân biến dạng. Quần áo hoàn toàn vỡ vụn. Diệp thần cố nhiên rất mạnh,
nhưng là đối mặt bách chiến yêu vương như vậy cuồng bạo nhất kích cũng là hơi lòng rung động. Hắn lúc này mới phát hiện bách chiến yêu vương so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn rất nhiều. Hai người chênh lệch quá xa. Nhất kích dưới, Diệp Thần thân thể ngay tức thì giống như sao rơi xuống, chặt chẽ đập vào hố to bên trong, trong tay thí tiên kiếm nhưng là điên cuồng dẫn động kiếm khí, vặn cổ bách chiến yêu vương đuôi rồng, truyền ra đạo đạo khảng thương tiếng, đi đôi với sao hỏa tử văng khắp nơi, cũng có đạo đạo màu xích kim long ra bị cắt đi. Cho dù như vậy, Diệp Thần vẫn là quá mức chật vật. Diệp Thần chật vật đứng lên, lau sạch máu tươi trên khóe miệng, lạnh như băng con ngươi ngưng mắt nhìn bách chiến long vương. Ta còn không tin, không giết chết ngươi một cái xúc sinh. Ngươi mạnh hơn nữa, thì như thế nào? Ngày hôm nay không phải ngươi bị phong ấn, chính là ta Diệp Thần chết. Diệp Thần trong mắt đỏ thẫm, địch nhân càng mạnh, hắn liền càng mạnh. Từ Hoa Hạ rồi đến Côn Lôn Hư, mỗi một lần đều là như vậy. Đối mặt cường địch, hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ. Cho nên giờ khắc này, Diệp Thần bùng nổ toàn lực, theo tới lại là nhất kích long roi, còn chưa lúc rơi xuống, cũng đã nổ trùng trùng trận pháp kết giới, tốc độ thậm chí mắt thường không cách nào phát hiện. Thí tiên kiếm, cho ta lực lượng. Bất diệt kiếm đạo, sát lục chi đạo, thay đổi càn khôn, cho ta lực lượng. Đi đôi với Diệp Thần cuồng loạn gầm thét, hắn quanh thân ma khí cuồn cuộn. Sau lưng tựa như đứng một đạo hư ảnh. Tới từ địa ngục hư ảnh. Đây là Diệp Thần chân chính đạo. Sát đạo. Mà hư ảnh kia lại là Diệp Thần sát ý trong lòng. Diệp Thần cảm thụ quanh thân lực lượng cuồng bạo, không do dự nữa chợt đánh ra một quyền, đạo đạo dấu quyền chồng lên. Thật giống như biển khơi sóng lớn liên miên không ngừng, trực tiếp đập ra ngoài. Phịch! Một đạo kịch liệt tiếng nổ, làm được tại chỗ tất cả yêu thú ù tai. Chỉ gặp mặt đất vỡ ra, đi đôi với mảng lớn rồng màu vàng máu tự nhiên, đuôi rồng máu thịt mơ hồ, trung tâm nhất xuất hiện một cái huyết khô lâu. Ai có thể nghĩ tới, mạnh mẽ đến nước này bách chiến yêu vương đuôi rồng, lại có thể rất miễn cưỡng bị Diệp Thần đả thương. Đau đớn kịch liệt ngay tức thì để cho bách chiến yêu vương biến sắc. Tiểu tử, ngươi còn dám bùng nổ, tự tìm cái chết. Bách chiến yêu vương nổi giận, hoàn toàn bộc phát ra, khí huyết bao trùm toàn thân, hội tụ ở đuôi rồng trên, xóa bỏ Diệp Thần lực lượng, cưỡng ép đem đuôi rồng rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, giống như là lưu tinh quần rơi xuống vậy. Phịch, lần nữa truyền ra tiếng nổ, một đạo tàn ảnh từ trong chạy ra khỏi. Là Diệp Thần. Chỉ bất quá bây giờ Diệp Thần đã vết thương chồng chất. Trên mình đều là máu tươi. Hắn đánh giá thấp bách chiến yêu vương. Cố nhiên có sát lục chi đạo gia trì, còn chưa đủ. Trọng yếu nhất chính là, huyết linh tộc thanh kiếm này cố nhiên rất mạnh, nhưng không thích hợp Diệp Thần. Chí ít bây giờ Diệp Thần còn không có thói quen sử dụng. Còn không bằng Trảm Long Vấn Thiên Kiếm và Tinh Thần Kiếm. Phốc! Diệp Thần liên tục phun ra mấy ngụm máu tươi, đã nặng thương tổn tới trình độ cao nhất, máu thịt không tích trữ, nếu như kim thân phách thể lại bị đánh bể, bất tử đều phải chết. Hắn dò xét bách chiến yêu vương, ý thức câu thông luân hồi mộ địa. Các ngươi còn không ra tay. Diệp Thần sở dĩ dám ở đạo nguyên cảnh khiêu khích toàn bộ luyện thể đất cường giả, chỗ dựa lớn nhất chính là luân hồi mộ địa ở giữa đại năng. Hắn không muốn lệ thuộc vào luân hồi mộ địa đại năng. Nhưng là đến nay mới ngưng, đây coi như là Diệp Thần trọng thương trình độ nặng nhất một lần. Thân xác cơ hồ đều bị đánh bể, hắn cái trình độ này thương thế, may mắn là bước vào phách thể kỳ, nếu như còn dừng lại ở ngưng cốt kỳ, không thể nghi ngờ, sẽ bị bách chiến yêu vương sống sờ sờ đánh chết. Ngưng cốt kỳ loài người, căn bản không có thân xác có thể nói. Đỉnh hơn, chỉ là xương lột xác, xương tủy tăng cường một ít mà nói, một khi bị đánh bể máu thịt. Vậy trừ đi linh hồn ra, trên căn bản đã coi như là nửa chết nửa sống. Nếu như linh hồn cũng bị phai mờ, chính là triệt triệt để tử vong. Nhưng là phách thể kỳ không giống nhau. Phách thể kỳ loài người, hoặc là yêu thú, thân xác đều mạnh hãn đến mức tận cùng. Bề ngoài máu thịt, cho dù bị đánh bạo, vậy sẽ không chết, trải qua mấy chục năm thời gian, vẫn là có thể đem máu thịt, lông lại mọc ra, giống như là nhiều một cái mạng. Dĩ nhiên, nếu là liền kim thân một khối bị một cái đánh bể, linh hồn cũng bị phai mờ. Vậy còn là chỉ có thể chết một lần.
Song đời song đời. Song đời, vương chủ phế. Thiên văn thần tướng vẻ mặt đưa đám, nhìn chằm chằm trên bầu trời lóe lên khô lâu màu vàng, nhà mình vương chủ cũng bị đả thương thành như vậy, nếu như Bách Chiến yêu vương động thủ nữa, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Bách Chiến vương đình các thần tướng trực tiếp hoan hô lên, hô, đánh chết Diệp Thí Thiên, đánh chết Diệp Thí Thiên. Vương chủ vạn tuế, đánh chết Diệp Thí Thiên, là hai vị đại nhân trả thù. Ở Bách Chiến vương đình trong mắt, hết thảy đã thành định cư. Giờ phút này, luân hồi mộ địa trong, huyết thất dạ thở dài một tiếng, nhìn về phía một đạo thân ảnh, nói, Niếp Bách Kiếm, ra tay đi. Ta và Mạc Ngưng Nhi lực lượng, đã không đủ để chống đỡ thêm Diệp Thần đối kháng yêu thú này. Cho dù toàn bộ lực lượng chuyển vận cho Diệp Thần, cũng chỉ có thể để cho hắn, chiến mình đầu này thương long, mà chúng ta thần niệm sẽ biến mất, nhưng chúng ta còn có đồ không truyền cho hắn. Huyết thất dạ thần niệm xuất hiện đều có một đoạn thời gian. Trong quá trình, cho Diệp Thần trợ giúp không thiếu. Trực tiếp cho Diệp Thần chuyển vận lực lượng cũng không thiếu, nhưng là bọn họ đạo này thần niệm, đều có cố định lực lượng. Một khi tiêu hao hết, thần niệm liền muốn tiêu tán. Nhưng tiêu tán trước, nếu nhận định Diệp Thần là mình đệ tử, liền thì phải đem nơi biết đồ cũng giao, chí ít để cho Diệp Thần hơn một phần thực lực. Dưới mắt Niếp Bách Kiếm là thích hợp nhất tồn tại. Ai? Thằng nhóc này, thật sẽ tìm phiền toái. Thôi, lão phu cho hắn một ít lực lượng. Niếp Bách Kiếm nhìn về phía huyết thất dạ hai người, bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên không hy vọng Diệp Thần xảy ra chuyện. Những ngày qua, chung quanh phát sinh hết thảy, hắn cũng làm chứng, cũng coi là biết cái này mộ chủ tính cách. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Diệp Thần đối với hắn khẩu vị. Nói xong, Niếp Bách Kiếm truyền âm nói, Diệp Thần, việc đã đến nước này, ta liền cho ngươi một đạo lực lượng. Nhớ, tương lai đi huyết linh tộc luyện đất phong ấn thời điểm. Trước cầm ta cùm và phong ấn mở ra. Tiếng nói vừa dứt, một cổ hào hùng khí huyết lực, tụ vào Diệp Thần trong cơ thể. Lực lượng này cảm giác để cho Diệp Thần trong mắt khẽ biến. Nắm chặt hai quả đấm, Diệp Thần tựa như nắm trong tay cả thế giới. Quá đã! Hống! Bách Chiến yêu vương! Đi đôi với một đạo gầm lên tiếng, thiên địa biến sắc, vô cùng vô tận lôi quang lóe lên, chấn nhiếp tứ hải bát hoang. Diệp Thần lần nữa nảy sinh ra máu ra thịt ra, lông, lại lấy ra một bộ đồ dạo phố mặc vào, mái tóc dài phiêu tán thúc dục hạ, động trục gian giống như tiên thần vượt qua vạn cổ hạ xuống vậy. Mạnh mẽ cực kỳ, hắn nhẹ nhàng bước ra một bước, kéo ra mảng lớn mặt đất vỡ nhỏ, khổng lồ khí huyết lực, dẫn được toàn bộ luyện thể đất cây cối đều ở đây hướng hắn thần phục. Ngươi thiếu chút nữa đánh bể thịt bố thân. Lão tử ngày hôm nay cho dù muốn thu phục ngươi, cũng phải trước đánh bể ngươi thân xác. Hắn thu hồi thí tiên kiếm, cái này cùng cấp một tiên khí, cùng Bách Chiến yêu vương cứng rắn đụng tất nhiên sẽ vỡ vụn. Vẫn là lấy quả đấm đối ứng tốt nhất. Mà hắn khí huyết, ở các loại tăng phúc dưới, cuồng bạo đến đỉnh cấp. Hắn biết cái này lực lượng có thời gian. Nếu là ở trong thời gian này không cách nào thu phục Bách Chiến yêu vương mà nói, mình kim thân liền không chịu nổi khí huyết lực, tự đi tan vỡ. Tiểu tử, xem tới đây chính là ngươi lá bài tẩy. Sau lưng ngươi người, quả nhiên đối với ngươi rất là coi trọng, bí pháp này lại có thể cưỡng ép đem ngươi tăng lên như thế nhiều cảnh giới. Có ý tứ. Thiên mệnh yêu vương chết ở bên trong tay ngươi không thua thiệt. Bách Chiến yêu vương không sợ hãi chút nào, thậm chí nhao nhao muốn thử, nói, ha ha, bổn vương sớm muốn cùng trạng thái tột cùng ngươi giao thủ. Bổn vương biết, ngươi oán hận bổn vương dùng loài người máu tươi trưng cất rượu, dùng loài người xương sọ chế tạo cốt ly. Cho tới hợp tác không cách nào đạt thành. Nó dừng lại chốc lát, lại nói, nhưng là, vậy cũng là người yếu máu thịt xương mà thôi. Ngươi nếu là thật có thể đánh bại bổn vương liền giúp ngươi, chỉ ít đi theo ngươi và đi theo phía sau ngươi người, chênh lệch không lớn, dù sao bổn vương cũng có thể tăng lên thực lực. Nếu như ngươi không cách nào đánh bại bổn vương liền cưỡng ép để cho sau lưng ngươi người ra mặt. Còn như ngươi, liền chỉ là một phế vật thôi, không đáng giá được. Bách Chiến yêu vương ý đồ đặc biệt rõ ràng, nói cho cùng. Một câu nói, lão tử chính là muốn theo cường giả. Nó cảm thấy ở luyện thể chi địa trong, đã rất khó tăng lên thực lực,
cho nên phải đi theo cường giả, tăng lên thực lực. Chiến! Ba chiêu bại ngươi, Diệp Thần ngất trời ra, chợt đập ra một quyền, vô số màu vàng Phật văn phơi bày, ở vào không trung tạo thành một tòa Phật quốc, bên trong tràn đầy các loại các dạng cường giả, tất cả ở nhắc tới Phật gia kinh văn. Vạn Phật Kim Cương Quyền. Diệp Thần tự đi ngưng tụ ra, quyền trong Phật quốc, uy lực vẫn còn ở Phật môn, trong lòng bàn tay Phật quốc, trên. Chí ít, trong lòng bàn tay Phật quốc là lực lượng làm chủ, nhưng là quyền trong Phật quốc, nhưng là chủ giết hại, lực công kích vô song. Thương Long tắt địch. Bách Chiến Yêu Vương quát lên một tiếng lớn, thân rồng lay động, hoành qua thiên địa, giống như là một phiến màu vàng sắt thép trường thành cán qua thiên địa vậy, uy lực còn lại chấn động giết mấy trăm ngàn yêu tộc. Nó lưu chuyển đuôi rồng, càn quét một roi đánh ra, trong miệng sau đó phun ra một cổ mất đi quang ba, giống như là diệt thế long thần tức giận vậy, kinh khủng khí cơ lần đạt tới bát hoang, làm được tất cả đế tôn cảnh thần tướng liền liền trào máu bạo lui. Quyền trong Phật quốc chính diện đánh nát long roi, rồi sau đó đụng thủng đuôi rồng, đối với mất đi quang ba. Thương Long tắt địch. Một chiêu này, tốt xa lạ, nhưng là nó cổ lực lượng này, rất mạnh. Thậm chí, ở ta sát lục chi đạo và bất diệt kiếm đạo trên, hình như là mất đi lực. Diệp Thần bén nhạy nhìn về phía Bách Chiến Yêu Vương, nói nhỏ, đầu này lão long, phỏng đoán đi được tịch diệt chi đạo, rất nhiều năng lực đặc thù trong, cường đại nhất một con đường. Khó trách, nó một mực dừng bước tại đế tôn cảnh đỉnh cấp. Chắc là tịch diệt chi đạo hoàn thiện hết sức khó khăn, cho tới nó cũng bị vây hơn mấy trăm ngàn năm. Mất đi lực. Xuất thân từ tịch diệt chi đạo. Đại đạo 3000, mặc dù có một cái như vậy từ ngữ, nhưng là chỉ đa số ý nghĩa các loại đạo không đếm xuể, kiếm đạo, đao đạo, nước lửa nói, kim mộc đạo đợi một chút, đều là thông thường nói, những thứ này đạo trong có một ít vô cùng là đặc thù nói. Ví dụ như, Diệp Thần sát lục chi đạo, bất diệt kiếm đạo. Những thứ này đặc thù nói, lại lấy tịch diệt chi đạo, là một, có mất đi hết thảy lực lượng. Có thể để cho trẻ tuổi võ giả, ngay lập tức gian biến thành ông già tóc trắng, hoặc là ngay lập tức gian xóa bỏ địch bên trong cơ thể hết thảy nguồn gốc sinh mệnh, để cho nó trực tiếp hóa thành hư vô. Cho nên tịch diệt chi đạo một nơi, không chỉ có để cho người thọ mệnh đại giảm, càng có thể xóa bỏ kẻ địch căn nguyên, khiến cho trực tiếp đổi là không có chút nào sức chiến đấu từ từ sắp chết lão đầu, uy lực thật là khủng bố. Lão xúc sinh, đợi sẽ giết ngươi sau đó. Người đại đạo hình thức ban đầu, ta thật tốt xinh đẹp xem. Diệp Thần không có sợ hãi, ngược lại trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt, nói ta đạo nguyên cảnh như tu luyện ngươi tịch diệt chi đạo. Như vậy, có thể để cho ta lực công kích gấp bội không thiếu. Hắn tạm thời không có tiếp xúc những thứ khác nói, nhưng là tiếp xúc đến tịch diệt chi đạo, một khi tu luyện thành công, lần sau sẽ cùng kẻ địch tác chiến thời điểm, chỉ cần là không quan trọng người, hoặc là huyết linh tộc người. Hoàn toàn có thể vận dụng đạo này, ngay tức thì xóa bỏ địch tánh mạng con người thọ nguyên, cùng với trong cơ thể căn cơ. Hừ, muốn giết bổn vương trước phế người thân xác. Bách Chiến Yêu Vương thân hình vừa nhảy ra, tốc độ không chậm, ngay lập tức gian đi tới Diệp Thần trước người, một cái long chảo vung ra, biến dạng Diệp Thần quanh thân đợt khí, xen lẫn mảnh vỡ giết ra, cường thế vô cùng. Phịch, Diệp Thần vậy sử dụng một quyền. Niếp bách kiếm cho hắn lực lượng kinh khủng bộc phát ra, trực tiếp đánh bể trần trụi kim long móng. Vèo. Đạo đạo long chảo mảnh vỡ phân bay ra, giống như hỏa lưu tinh vậy, đập mặt đất chấn động không chịu nổi. Hơn 10 vị xem cuộc chiến yêu thú cường đại, trực tiếp bị hỏa lưu tinh nổ thành cho tàn. Bất quá thật may, đây là Liên Nguyên Vương Đình yêu thú, Quang Minh Điện Đường và Bách Chiến Vương Đình, ngược lại là không có gì tổn thương. Phịch. Lại một lần nữa, Bách Chiến Yêu Vương ngực trực tiếp bị Diệp Thần đánh thủng, mảng lớn rồng màu vàng máu rơi xuống, mặt đất giống như là bọt vậy, bị máu rồng lực lượng, vô căn cứ chìm xuống vài mét, thậm chí có mặt đất trực tiếp vỡ ra, hóa thành từng cái thâm cốc. Kim thân phách thể. Nhất là Bách Chiến Yêu Vương phách thể kỳ, một giọt máu rồng là được chu diệt đạo nguyên cảnh tam tầng thiên loài người, hôm nay mảng lớn máu rồng phân bay, đem đất mặt chấn động được tan biến mở, cũng thuộc về bình thường. Bịch bịch, quyền trong Phật quốc ở Diệp Thần gia trì hạ, trực tiếp phá vỡ mất đi lực, xuyên thủng Bách Chiến Yêu Vương ngực, đem thân thể đánh cho thành vô số màu vàng mảnh vỡ, theo gió phiêu lãng. Như vậy nhất kích,
trực tiếp đem Bách Chiến Yêu Vương bị thương nặng. Phốc 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 phốc, phốc phốc, màu vàng mảnh vỡ bay xuống, nhưng là cho phía dưới xem cuộc chiến quần chúng không nhỏ tổn thương. Ngay chớp mắt, Bách Chiến Vương đình hơn ngàn vị tôn giả cảnh dưới yêu thú, trực tiếp bị xóa bỏ, căn bản không cách nào ngăn cản. Vương chủ, ngài có thể hay không nhích sang bên một chút đánh, dư âm quá mạnh mẽ à? Bách Chiến Vương đình bên này, rất nhiều thần tướng vội vàng lui về phía sau, nhân tiện phía sau Bách Chiến Yêu quân lui về phía sau, mỗi cái khổ não không thôi. Vương chủ bị bùng nổ Diệp Vương đòn ruột thủng ngực và tim, nhưng cái này dư âm và màu vàng mảnh vỡ, nhưng thiếu chút nữa cầm chúng ta cho đập chết à? Tuyệt đối không nghĩ tới à? Diệp Thí Thiên lại có thể bộc phát ra cái này cùng lực lượng. Sợ rằng đánh chết một cái Côn Lôn hư đế tôn cảnh cao cấp cường giả, cũng có thể chứ. Diệp Thí Thiên, bổn vương thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng ngươi muốn cưỡng ép chân áp bổn vương, ngươi còn chưa đủ. Lão phu nơi này, còn có huyết linh tộc cấp cho tiên khí, cùng với một đoàn khí huyết lực, có thể để cho lão phu bước vào kim thân phách thể thứ 6 giai đoạn. Bách Chiến Yêu Vương vừa đánh vừa lui, đồng thời lạnh lùng nói, nếu như ta không đoán sai, bên trong cơ thể ngươi lực lượng là một ít người cho ngươi mượn, kêu sau lưng ngươi người đi ra, cùng bổn vương. Diệp thần không chút nào để ý, một quyền sử dụng, lại là đánh ra một phiến máu tươi, Bách Chiến Yêu Vương chỉ có thể lui về phía sau, gương mặt lại là vô cùng dữ tợn. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trong nháy mắt, cái này người thanh niên giống như đổi thành một người khác. Bỏ mặc khí thế và lực lượng và mới vừa rồi so sánh, thật là thiên địa. Diệp thần cũng mặc kệ những thứ này, thời khắc này hắn hai tròng mắt đỏ thẫm, giết mù quáng. Không có mượn bất kỳ vũ khí, rất miễn cưỡng dựa vào quả đấm đánh ra một phiến thiên địa. Mỗi một quyền đều tựa như đánh được Bách Chiến Yêu Vương cả người nổ tung, máu thịt không tích trữ, hơn nữa ở ngay lập tức gian, ngưng tụ càn khôn kiếm ấn, trực tiếp đánh vào Bách Chiến Yêu Vương linh hồn chỗ sâu. À! Diệp Thí Thiên! Diệp Thí Thiên, ngươi chẳng lẽ muốn cưỡng ép chân áp bổn vương à? Bổn vương sẽ không thả à? Hống hống! Đạo đạo rồng tiếng ngâm truyền ra, Bách Chiến Yêu Vương đau được trên đất lăn lộn, ngàn trượng lớn nhỏ thân thể mỗi một lần lăn lộn, giống như là bùng nổ một lần cấp 8 động đất tựa như, chấn thương, động chết yêu tộc rất nhiều. Lấy nó linh hồn lực, còn chưa đủ để vượt qua Diệp thần gấp đôi. Đối mặt càn khôn kiếm ấn, cho dù có thể ngăn cản, vậy không chống đỡ nổi bao lâu. Rất nhanh. 5 phút trôi qua, Diệp thần cảm ứng được phong ấn xong, thần giác lộ ra vẻ mỉm cười, dài hô một hơi, trán thậm chí đầy vải một ít mồ hôi hột. Phong ấn như vậy tồn tại, giá quá lớn. Hắn lau sạch mồ hôi trán trâu, tiếp tục nói, cuối cùng là cầm ngươi thu phục. Bất quá, ngươi cũng không cần tức giận và như đưa đám. Chỉ cần ngươi dốc sức cho ta, ngươi trước gieo họa bao nhiêu nhân loại đời trước, liền muốn đi giết nhiều ít huyết linh tộc người. Đổi một lần 10. Ví dụ như ngươi giết 10 người, vậy thì đi giết 100 cái huyết linh tộc người. Ta trái đất mạng người so huyết linh tộc người mệnh quý 10 lần, chờ ngươi giết đủ rồi số lượng, ta có thể thỏa mãn ngươi yêu cầu. Hắn nhìn về phía vẻ mặt dần dần bình tĩnh Bách Chiến Yêu Vương, cười nói, lại không có giết đủ trước, ngươi liền đi theo ở bên người ta. Hơi có chút phản bội ý nghĩa, ta liền tru diệt ngươi. Dĩ nhiên, đi theo ở bên người ta, ngươi thực lực tăng lên vậy mau. Diệp Thí Thiên! Diệp Thí Thiên, ngươi! Bách Chiến Yêu Vương hóa thành hình người, khó khăn lắm từ dưới đất bò dậy, đang muốn động thủ, chợt cảm giác đầu đau đớn kịch liệt, giống như là bị dù sao cũng con kiến gặm ăn như nhau, đau được nó lăn lộn đầy đất, hô, không! Không, Diệp Thí Thiên! Không, chủ nhân! Chủ nhân, tha ta một mạng! Giờ phút này Bách Chiến Yêu Vương nào còn có trước khi cường thế, trong mắt đều là sợ hãi. Hai đại thế lực yêu thú, nhìn về phía lăn lộn đầy đất Bách Chiến Yêu Vương, khiếp sợ trong lòng đã không cách nào dùng lời nói biểu đạt ra ngoài. Cái này còn là cái đó đỉnh thiên lập địa, trăm trận trăm thắng Bách Chiến Yêu Vương à. Lại có thể bị Diệp Thí Thiên đánh lăn dưới đất, kêu rên tha mạng. Sâu hơn, Bách Chiến Yêu Vương lại có thể gọi một người là chủ nhân. Lớn mạnh như vậy Yêu Vương lại bị thu phục. Diệp Thí Thiên, vậy thật lợi hại đi. Niệm tình ngươi tu vi không tệ. Quyền lại tha ngươi một mạng, nếu như tương lai đối chiến huyết linh tộc,
người như chém chết một vị nửa bước nhập thần cảnh huyết linh tộc người. Ta có thể cân nhắc, mang ngươi đến cao võ vị diện đi. Diệp Thần vẫy tay gian, mở ra càn khôn kiếm ấn đối với Bách Chiến yêu vương công kích, mắt nhìn xuống trước mắt rất nhiều yêu tướng, nói, Bách Chiến vương đình người, mấy ngày sắp tới sáp nhập vào quang minh điện đường, như có người không phục, đi ra. Một hồi yên lặng sau này, hai con yêu thú trực tiếp xông đi ra. Bọn họ trong mắt dữ tợn, hơi thở lại là cuồng bạo đến mức tận cùng. Ta không phục, ta cũng không phục, Diệp Thí Thiên, người tên ma đầu này. Hai yêu thú đều có sánh bằng đế tôn cảnh tu vi. Cũng khó trách, cái này luyện thể chi địa và Côn Lôn hư ngăn cách, nơi đây linh khí đậm đà, những thứ yêu thú này đều là tu luyện trăm ngàn năm tồn tại, tự nhiên đế tôn cảnh muốn so với loài người nhiều hơn. Phịch, phịch, Diệp Thần nhìn hai đạo thân ảnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, như vậy thế cục, vẫn còn có người tự tìm cái chết. Hắn tiện tay hai quyền. Chính là trực tiếp đánh bể vậy hai đầu sắp đến gần yêu thú, cả người khí huyết bộc phát ra, nếu như chiến thần vậy, mắt nhìn xuống thiên hạ, thanh âm lạnh như băng nói, người không phục có thể đi ra, ta tác thành nó. Một màn này xuất hiện. Bách Chiến yêu vương hơn 100 vị thần đem, đồng thời tắt máy, không có một cái yêu tộc dám nói. Diệp Thí Thiên thực lực, mọi người đều thấy được, nhà mình vương chủ đều bị đánh cho thành cái này quỷ bộ dáng. Huống chi, Diệp Thần không giống với thiên mệnh yêu vương, mạnh là thật mạnh, dù là cùng nhau tạo phản, cũng có thể bị chốc lát bây giờ, bị toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Được, nếu không có không phục yêu tộc. Từ mấy ngày sắp tới, phàm là đế tôn cảnh trên yêu thú, mỗi người cống hiến ra 1/3 máu tươi. Ta phải tiếp tục luyện thể. Sau đó, Diệp Thần đối đãi Bách Chiến yêu vương, nói, huyết linh tộc cho ngươi đổ, giao ra đi. Tuân lệnh, Bách Chiến yêu vương sắc mặt ảm đạm, hành động chậm rãi lấy ra một cái màu máu chớp sáng, nói, bên trong là nhập thần cảnh cường giả khí huyết, cùng với một kiện cấp 2 tiên khí. Nó khom người quỳ xuống, ôm quyền nói, hiến tặng cho chủ nhân. Diệp Thần thu những thứ này sau đó, nhìn về phía Thiên Văn thần tướng, nói truyền lệnh những thứ khác hai đại vương đình, hai ngày sau tới đây. Còn như yêu hoàng vạn yêu thiên đình, cũng đi truyền lệnh. Hai ngày sau tới đây. Nếu như không tới, ta định giết nó cái máu chảy thành sông. Tuân lệnh, vương chủ, Thiên Văn thần tướng thân hình chấn động một cái, vui sướng vô cùng đi xuống truyền lệnh. Cuối cùng là như đối với một cái vương chủ. Vương chủ nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt, truyền dụ ba đại vương đình, nào dám không theo. Đủ bá đạo. Huống chi, lấy vương chủ thực lực tăng lên. Sợ rằng không tới mấy ngày liền có thể thống nhất luyện thể chi địa, ngày sau dẫn chúng ta tấn công huyết linh tộc, không mất là một cái đối sách tốt. Dù sao, ở luyện thể chi địa trong, có thể lợi dụng tài nguyên tu luyện, cái này mấy ngàn năm qua, cũng dùng hết rồi. Phàm là đế tôn cảnh trên yêu thú, cũng chỉ có thể tự chậm chạp tu luyện, tự cấp tự túc, nếu là có thể tấn công huyết linh tộc, rất có thể đoạt được một ít tài nguyên, để cho tu vi tiến nhiều. Còn như Côn Lôn hư, chủ nhân chính là người Côn Lôn hư, chắc hẳn ngày sau sẽ dẫn chúng ta trở về Côn Lôn hư. Cho dù có thể lại cho loài người là thú cưỡi, nhưng cũng là so luyện thể đất dần dần thiếu thốn hoàn cảnh thật tốt hơn nhiều. Diệp Thần giao phó xong liền mình tìm cái địa phương, bắt đầu bế quan. Ở Côn Lôn hư mấy ngày, hắn cố nhiên cường thế, nhưng là trong lòng nhưng là lo lắng Hoa Hạ sự việc. Kỷ Tư Thanh bước vào Hoa Hạ chi địa. Không biết có hay không gặp phải những cái kia ẩn núp ở chỗ sâu cường giả. Muốn đối với Diệp gia thậm chí còn Hạ Nhược Tuyết xuất thủ thế lực, kết quả là ai? Quang Minh Điện đường từ trên xuống dưới sự việc, chủ phải giao cho Thiên Văn thần tướng và Phượng Hoàng thần tướng, cái này hai người chiến lực trước mắt coi như là hai thế lực lớn tầng chót, xử lý vậy nhanh chóng. Nơi bế quan, một nơi trong sơn động, Tiểu Hoàng và Huyết Long đồng thời bàn lượn quanh ở Diệp Thần hai bên. Cho Diệp Thần hộ pháp. Diệp Thần phân biệt lấy ra rất nhiều thần tướng cống hiến đi lên máu tươi. Như thế nhiều yêu thú đóng góp máu tươi, chừng đến gần 1 tấn máu tươi. Những thứ yêu thú này, bản thể cũng vô cùng là khổng lồ. Tương đối mà nói, bọn chúng máu tươi và huyết dịch, vậy so loài người hơn được hơn. Tùy tiện một đầu yêu hổ đều có mấy chục trượng lớn nhỏ, máu tươi để luyện ra cũng không thiếu. Thu thập hai thế lực lớn đế tôn cảnh máu tươi của yêu thú,
nếu không có một tấn, cũng không giống bảo. Còn như yêu thực, chúng cống hiến 350 viên đối với linh hồn lực hữu hiệu trái cây, những thứ này trái cây đều là chúng tự thân ngưng kết ra. Diệp thần có những thứ này máu tươi và trái cây, đủ để cho bước vào phách thể kỳ 5-6 giai đoạn. Nó dẫn đầu lấy ra chất lượng tốt nhất máu tươi, bách chiến yêu vương và hết mấy đế tôn cảnh thất tầng thiên thần tướng máu tươi, đem đưa vào thùng gỗ trên, mình làm đi vào, vận chuyển công pháp, lấy máu tươi luyện thể, đồng thời cung cấp ra máu thịt hấp thu. Hô hô hô, hô hô, trong thùng gỗ máu tươi, thả ra vô cùng vô tận khí sát phạt, chấn động được Diệp thần ra tê dại. Nếu như đổi thành những thứ khác đế tôn cảnh loài người, sợ rằng thả vào trong thùng gỗ, liền sẽ bị ngay tức thì bị máu tươi xông lên bạo. Đùng đùng, tí tách, máu tươi khí sát phạt, hóa ra năm màu sấm sét, đột nhiên đánh Diệp thần. Thỉnh thoảng, còn sẽ hóa hình ra các loại các dạng hung thú, yêu lửa, yêu sấm đợi một chút chui luyện Diệp thần ra. Cái gọi là chui luyện, cũng không cách nào hai cái kết quả. Một cái, rèn luyện thành công, thân xác đạt được biên độ lớn tăng lên. Một cái khác, chui luyện thất bại, thân xác bị máu tươi khí sát phạt xông lên được tan vỡ, thân xác trên căn bản coi như là nửa phế. Huống chi, phách thể kỳ. Giai đoạn trước cấp 3, chủ yếu là thân xác kim hóa. Trung kỳ cấp 3, chủ yếu là thân xác trần trụi kim hóa. Hậu kỳ cấp 3, chủ yếu là thân xác huyết hồng hóa. Đem thân xác hóa thành màu đỏ như máu, trở lại nguyên trạng tại màu sắc của huyết dịch, cho đến tiến vào hóa cương kỳ, thân xác mỗi một tấc da, cũng có thể bao hàm hàng loạt nhiều cương khí, dù là thân hình không nhúc nhích, chỉ riêng khí huyết chấn động một cái, cũng có thể hóa ra đầy trời lôi cương giết địch. Còn như đến hóa cương khí, trong da thịt cương khí, là thuộc về lôi hệ cương khí, vẫn là hệ lửa cương khí, liền được xem tình huống. Duy nhất có thể xác định là, một khi thân xác tiến vào hóa cương kỳ, chính là thần vương cảnh cường giả tới, vậy có đầy đủ tư cách chống lại. Thời gian trôi qua rất nhanh, Diệp thần thân xác giống như là đói khát liền rất lâu, lập tức hấp thu vượt qua trên ngàn cân máu tươi, bắt đầu sinh ra thế chấp thay đổi. Một cổ kinh khủng hơi thở, lan ra. Diệp thần nơi đan điền, dần dần tạo thành một cái luân hồi tri ấn, là luân hồi huyết mạch lại lần nữa mở ra. Hô hô hô! Luân hồi huyết mạch giống như là hắc động vậy, điên cuồng chiếm đoạt nhiều máu yêu thú tươi, tựa hồ là một cái đói rất lâu trẻ em vậy, từng ngụm cắn nuốt máu tươi, đền bù chính giữa thiếu sót, đồng thời tản mát ra hơi thở, vậy càng ngày càng mạnh. Thật ra thì, Diệp thần từ lần trước luyện thể sau đó, đã có rất dài một đoạn thời gian, không có luyện thể. Từ nhập thánh cảnh dùng đến đạo nguyên cảnh ngưng cốt kỳ thân xác, đối với máu tươi khát vọng, đã rất lâu rồi. Lần này, Diệp thần đạt được máu tươi có chừng một tấn chi hơn, mới sẽ đưa tới huyết mạch đặc thù phản ứng. Theo máu tươi chiếm đoạt, Diệp thần trên cánh tay lộ ra màu tím gân xanh, lóe ra đạo đạo ánh sáng tím, cùng chung quanh màu xích kim da, lộ vẻ được phá lệ không cùng. Theo lý thuyết, đến phách thể kỳ cấp 4, kinh mạch và huyết quang, vậy cũng đều là màu xích kim à. Mộ chủ huyết mạch, lại mở ra một ít. Tựa hồ là huyết mạch thiên phú kích hoạt. Huyết thất dạ nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, nói, luân hồi huyết mạch, khó trách có thể ở phách thể kỳ cấp 4, liền có thể thức tỉnh màu tím thánh mạch. Mạc Ngưng Nhi có chút kinh ngạc, hỏi, vì sao là, màu tím thánh mạch? Huyết tiền bối, người đối với các loại huyết mạch đều có rõ ràng, chắc hẳn cũng biết luân hồi huyết mạch, người nói nhanh lên. Ta hiểu các loại huyết mạch, nhưng luân hồi huyết mạch, thế gian hiếm có. Ta cũng biết rõ được không nhiều. Huyết thất dạ thở dài một hơi, nói ta đã từng ở một bản trong cổ tịch, thấy qua đếm trăm ngàn năm trước một cái có luân hồi huyết mạch người, đã từng ở phách thể kỳ cấp 7, tỉnh lại một loại đặc thù kinh mạch, phơi bày màu tím. Mà đây chủng đặc thù kinh mạch, có thể chứa tại cùng cấp thân thể gấp đôi khí huyết. Ý nghĩa là, đồng dạng là phách thể kỳ cấp 7, người khác có thể là 15 triệu khí huyết, nhưng có loại này kinh mạch người, liền có thể chứa 30 triệu khí huyết. Chiến lực vô căn cứ cao hơn gấp mấy lần. Loại này kinh mạch, lại bị gọi chi là màu tím thánh mạch. Mà vậy bản cổ tịch, cũng là ta ở 7.000 năm trước du lịch vực ngoại lúc đó, trong lúc vô tình nhìn thấy. Tu luyện, vượt đến hậu kỳ, càng khó khăn. Người bình thường cho dù giai đoạn trước tu luyện, thần du cảnh đợi một chút chênh lệch rất lớn,
cũng sẽ theo bước vào hậu kỳ, ví dụ như đạo nguyên cảnh, đế tôn cảnh đợi một chút, chênh lệch dần dần bị rút ngắn, muốn lại vượt qua người khác gấp mấy lần chiến lực, cũng rất khó khăn. Mà Diệp Thần, cho dù không cần bỏ ra sinh mạng cố gắng, chỉ dựa vào trước màu tím thánh mạch, cũng có thể ở cùng cảnh giới cùng người khác kéo ra chênh lệch thật lớn. Niếp Bách Kiếm nhìn ngoại giới Diệp Thần, vậy tự nhủ, loại này kinh mạch, quả nhiên rất phi phàm. Tựa hồ, tiểu tử này luân hồi huyết mạch, không dứt những thứ này chỗ đặc thù đi. Đó là tự nhiên, Huyết Thất Dạ nói, bất quá, phỏng đoán được cùng thằng nhóc này, bước vào đế tôn cảnh hậu kỳ, mới có thể kích hoạt những thứ khác năng lực thiên phú. Luân hồi mộ địa trong, còn đang thảo luận. Nhưng mà, Diệp Thần thân xác nhưng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thu nạp mấy ngàn cân máu tươi, luân hồi chi ấn dần dần bình tĩnh lại. Thân xác, vậy từ phách thể kỳ cấp 3, bước vào phách thể kỳ cấp 5. Toàn thân cao thấp, bọc ngũ tạng lục phủ, cũng lưu chuyển một đạo quỷ dị ánh sáng. Tia sáng này phảng phất là cửu u chỗ sâu hắc ám. Lại phảng phất là đầy trời Phật quang. Cái này quang càng giống như là ban đầu Diệp Thần ở huyết linh bí cảnh trong thích bỏ qua luân hồi ánh sáng. Tốt cảm giác cường đại, Diệp Thần hơi vung động quả đấm, lực lượng cuồng bạo phảng phất từ lòng bàn tay lan tràn, hắn có thể cảm giác được rõ rệt mình chiến lực tăng lên rất nhiều. Hắn nhìn về phía trên cánh tay loáng thoáng màu tím kinh mạch, nói, nếu là hấp thu toàn bộ máu tươi, ta ở luyện thể đất thực tập vậy coi là kết thúc. Nhưng còn có linh hồn lực và đại đạo hình thức ban đầu, cần sẽ đi tu luyện, nếu không, còn chưa nhất định có thể đánh bại huyết linh tộc phủ xuống cường giả. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần tiếp tục thu nạp còn dư lại máu tươi, đi theo ăn trái cây, chuẩn bị tăng lên linh hồn lực và tự thân cảnh giới. Một ngày trôi qua, Nguyên Bách Chiến Vương Đình Đại Điện, giờ phút này đã biến thành Quang Minh Điện Đường Đại Điện. Thiên Văn Thần Tướng, Phượng Hoàng Thần Tướng đứng ở ngai vàng cỡ đó, giống như là hai cái hộ pháp giống. Phía sau còn đứng mưa gió sứ giả, nó lấy được Bách Chiến Vương Đình không thiếu bảo vật, không chỉ có khôi phục thân xác, cảnh giới lại là bước về trước một bước. Không chỉ như vậy, đã từng là Bách Chiến Yêu Vương, cũng không có năm xưa hơi thở, yên lặng đứng ở bên kia. Lần này, những thứ khác hai đại vương đình, nghe được vốn là Bách Chiến Yêu Vương rất miễn cưỡng bị Diệp Thí Thiên đánh được tấc tấc máu thịt gãy lìa, lăn lộn trên đất cầu xin tha thứ, chính là liền đêm liền mang theo thủ hạ đã tới rồi. Hai vị vương chủ xuất đội lên đường, đi theo phải chả có riêng mình hơn 100 vị thần đem. Quỷ biết sẽ phát sinh chuyện gì, dứt khoát hai vị vương chủ tướng có thể bày mặt bàn đế tôn cảnh thần tướng đều mang đến. Xin mời hai vị vương chủ nhập điện. Mời vương chủ chờ chút, chúng ta Diệp vương chủ còn đang bế quan trong, khoảng cách gặp mặt thời gian, còn có 2 giờ. Thiên Văn Thần Tướng lời nói bình thản, vô hình trung tản mát ra một cổ mạnh mẽ khí huyết. Vậy thì tốt, Khôn Cổ Yêu Vương thở dài một tiếng, mình tìm cái chỗ ngồi xuống. Nó là yêu thú nhất tộc, bản thể chính là một con lửa cháy mạnh thần hổ, cùng bị Diệp Thần đánh chết Thiên Mệnh Yêu Vương có họ hàng gần tình, nhưng thực lực cũng không như Trời Mệnh Yêu Vương, cũng chính là đế tôn cảnh hậu kỳ, mơ hồ tiếp xúc tới đế tôn cảnh thất tầng thiên ngưỡng cửa, ngưng cốt kỳ cấp 9 thân xác mà thôi. Nó bưng một ly rượu lên, uống một hớp, lộ ra nụ cười, hỏi, xin hỏi. Diệp vương chủ cho đòi chúng ta tới, có chuyện gì? Im miệng, nhà ta vương chủ đến lúc đó, tự nhiên cùng ngươi nói rõ ràng. Bách Chiến Yêu Vương giận quát một tiếng, lúc này chấn động được Khôn Cổ Vương Đình từ vương chủ đến thần tướng, không có một con yêu dám nói nữa, cũng ngồi đàng hoàng tử tế uống rượu, thở mạnh cũng không dám một hớp. Khôn Cổ Vương chủ thở dài một tiếng, lặng lẽ tích quan sát Bách Chiến Yêu Vương, thầm nghĩ, năm xưa Bách Chiến Yêu Vương à. Ngày hôm nay đều được Diệp Thí Thiên mã tiền tốt. Cái này Diệp Thí Thiên, rốt cuộc là thần thánh phương nào à? Đến từ Côn Lôn hư cái nào đứng đầu đại phái à? Như vậy thần uy, mạnh mẽ như vậy, sợ rằng yêu hoàng đại nhân vậy không đè ép được hắn, đợi hồi bổn vương ngược lại là phải thật tốt cùng hắn thương lượng. Ngàn vạn lần không thể đắc tội. Vạn nhất đắc tội, đó chính là họa sát thân à? Hừ, Bách Chiến. Người lão già này, không nghĩ tới ngươi ngược lại là trở thành Diệp Thí Thiên thủ hạ. Không nghĩ tới à, đã từng chiến vô bất thắng không gì không công được Bách Chiến Yêu Vương, ngày hôm nay lại có thể thành Ngự Điện Thần Tướng. Liên Nguyên Yêu Vương bất thình lình giễu cợt mấy câu,
nhưng là bị Bách Chiến thần tướng chấn động được lui về phía sau mấy bước, không sợ hãi ngược lại lớn cười. Nó dẫn hơn 100 vị thủ hạ thần tướng ngồi xuống, hai tay khoác lên trên bàn gỗ, nhìn về phía Bách Chiến thần tướng, nói, hôm nay, ta nên gọi ngươi là Bách Chiến thần tướng liền chứ. Ta là vương chủ, còn là Liên Nguyên Vương Đình vương chủ, mà ngươi chỉ là thần tướng, đối với ta động thủ, chính là lại dám phạm thượng. Dĩ nhiên, ta có thể không quản được ngươi. Nhưng là, ta nhất định sẽ hướng nhà ngươi chủ tử bẩm báo, chí ít, nhà ngươi chủ tử Diệp Thí Thiên, mới là và ta cùng cấp bậc tồn tại. Cùng cấp bậc, là chỉ vương cấp. Thống lĩnh dù sao cũng yêu tộc vương giả. Trước mắt luyện thể chi địa, chỉ có Liên Nguyên yêu vương, Khôn Cổ yêu vương, Diệp Thí Thiên và yêu hoàng, ba yêu một người mà thôi. Bách Chiến thần tướng tự tiện ra tay, chính là lạm quyền. Ngươi, Liên Nguyên, ngươi tên khốn này, trước kia không gặp ngươi được nước. Ngày hôm nay, ngươi ngược lại là xương cuồng. Bách Chiến thần tướng đang muốn ra tay, nhưng là bị Thiên Văn thần tướng và Phượng Hoàng thần tướng ngăn cản. Mưa gió sứ giả tiến lên ôm quyền tỏ ý, nói, Liên Nguyên yêu vương, ngươi là Liên Nguyên vương đình vương chủ, nhưng cũng không thể vừa lên tới, liền đối với ta Quang Minh Điện đường thần tướng châm chọc. Mặc dù chúng ta không dám, cũng không có thể đối với ngươi động thủ. Nhưng không đại biểu, nhà ta vương chủ không được. Nó ôm quyền tỏ ý bầu trời, đại biểu đối với Diệp thần cao nhất tôn kính, nói, nhà ta vương chủ, đánh chết thiên mệnh, bị thương nặng Bách Chiến, ngươi nếu là ở lời nói không khách khí phân nửa, nhà ta vương chủ đánh chết ngươi, cũng bất quá là phân phút sự việc. Vậy à, vậy yêu hoàng đại nhân nơi đó, nhà ngươi vương chủ, như thế nào ứng đối? Huyết linh tộc đại nhân nơi đó, nhà ngươi vương chủ, thì như thế nào ứng đối? Liên Nguyên vương chủ cười lạnh một tiếng, nói còn có một năm thời gian, huyết linh tộc đại nhân liền muốn hạ xuống. Nó cố ý nhìn về phía Bách Chiến thần tướng, than thở một tiếng, ta nghe, Bách Chiến thần tướng tựa hồ phản bội rời huyết linh tộc dưới quyền, phản bội huyết linh tộc những đại nhân. Bách Chiến, người này cùng hành vi, không khác nào cách làm tử tế. Còn muốn liên lụy Diệp Thí Thiên vương chủ à? Nó ngược lại là tinh minh, bỏ qua một bên liền Diệp Thí Thiên, đặc biệt mắng Bách Chiến thần tướng. Phản bội huyết linh tộc. Ta Diệp Thí Thiên, chưa bao giờ thần phục qua huyết linh tộc. Một cổ mạnh mẽ cực kỳ khí huyết lần đạt tới điện đình, cho tất cả thần tướng một cổ gần như cảm giác hít thở không thông, liền thật giống như đối mặt thượng cổ ma vương vậy. Chỉ gặp, một đạo màu máu con đường từ đàng xa bày ra tới, phía trên đứng một người thanh niên. Theo màu máu đại đạo đẩy tới trước vào, hắn vẫy tay gian ngưng tụ vô cùng khí huyết lực, hóa thành một tôn dơ lên trời tay máu cánh tay, trực tiếp bắt được liền Liên Nguyên vương chủ. Buông ta ra! Ngươi Diệp Thí Thiên mà, buông ra bổn vương! Bổn vương chính là huyết kiếm môn ngoại môn đệ tử, cũng coi là nửa huyết linh tộc người, ngươi dám can đảm! Sắc sắc! Sắc sắc! Chỉ nghe gặp đạo đạo bể tan tành tiếng, Liên Nguyên vương chủ kim thân phách thể nhanh chóng nứt nẻ. Vết nứt nhanh chóng lan truyền. Phách thể kỳ cấp một kim thân, ở Diệp thần cánh tay dưới, giống như là đồ chơi vậy, từng bước một bị rách rạn nứt ra, tựa hồ đối mặt cái này không thể ngăn cản lực lượng, Liên Nguyên vương chủ vừa đối mặt, đã bị thương nặng. Phịch, theo một đạo thanh thúy tiếng nổ truyền ra, kim quang tràn ra. Diệp thần cánh tay buông, một đạo khí huyết tụ vào lòng bàn tay của hắn. Liên Nguyên vương chủ, tuy vẫn là hình người, nhưng toàn thân cao thấp nhưng là đã bị trọng thương. Diệp thần mặc dù bế quan nhiều ngày, thực lực mạnh thịnh, nhưng còn chưa tới như thế kinh khủng bước. Mới vừa rồi hắn chỉ bất quá mượn luân hồi mộ địa lực lượng mà thôi. Dưới mắt, hắn phải ở ban đầu liền lấy hạ quyền chủ động. Tốt nhất quyền chủ động, liền để cho đám người này cảm giác được sợ hãi. Hô! Thật là mạnh, Khôn Cổ vương chủ dài hô một hơi. Âm thầm cảm khái thật may mình không đắc tội Diệp Thí Thiên. Liên Nguyên vương chủ, một cái như vậy xây có kim thân phách thể yêu vương, đều ở đây ngay tức thì bị thương nặng. Nó nhìn về phía Diệp thần, thật giống như nhìn về phía tinh thần biển khơi vậy, căn bản nhìn không thấy đáy, không khỏi được cảm khái một câu, sâu không lường được, tuyệt đối so với Bách Chiến yêu vương mạnh được hơn, không biết cùng yêu hoàng đại nhân so sánh, ai mạnh ai rơi. Yêu hoàng đại nhân. 500 năm trước đã bế quan, khi đó đã cực kỳ khủng bố. Muốn đến,
500 năm trôi qua, yêu hoàng đại nhân hẳn lên cấp phách thể kỳ cấp 6, ở vào đế tôn cảnh cửu tầng thiên đỉnh cấp. Diệp Thí Thiên, hẳn không phải là đối thủ chứ? Diệp Thí Thiên, ngươi vì sao đối với ta ra như vậy nặng tay? Ngươi không sợ huyết linh tộc những đại nhân trả thù ngươi à? Ta nói cho ngươi, trấn áp Côn Lôn hư chính là huyết linh tộc huyết kiếm môn, ta chính là huyết kiếm môn ngoại môn đệ tử, ngươi dám can đảm bị thương nặng ta. Liên Nguyên Vương chủ khí được cả người run rẩy, thân thể lắc lư đãng đãng, phía trên vậy tràn đầy vết nứt. Nó chỉ Diệp Thí Thiên, nói, ngươi tốt nhất là bồi thường ta tổn thất. Nếu không, một năm sau tới huyết linh tộc người, nhưng mà ta các sư huynh. Ta định để cho các sư huynh, đánh bể ngươi kim thân, đem ngươi lột ra rút gân. Đối với Dung Động Vương chủ mà nói, hắn biết Diệp Thí Thiên cường thế, nhưng là cường thế đi nữa, cũng không có tư cách chống lại huyết linh tộc cường giả. Bởi vì là một cái trời, một cái là. Không cách nào so sánh. Cũng không có tư cách tương đối. Bót sát. Diệp Thần Lăng không chộp tới Liên Nguyên Vương chủ, thần sắc lạnh như băng, nói, huyết linh tộc coi là cái thứ gì? Ta nói cho ngươi, ngươi sư huynh tới, ta như nhau đánh bể. Hắn nhìn về phía tất cả thần tướng, nói ta lần này thông báo các vị đến, chính là muốn truyền đạt một cái tin. Bắt đầu từ bây giờ, vô luận Côn Lôn hư, vẫn là luyện thể chi địa, phàm là người yêu ma quỷ, có chiến lực người, cần lấy huyết linh tộc là địch. Cái này trời, ta Diệp Thí Thiên, sắp nó lật lại. Hắn khí huyết bùng nổ, tại chỗ chấn động giết hai cái muốn phải phản bác Liên Nguyên Vương đỉnh thần tướng, nói Côn Lôn hư trong, ta sư đệ Diệp Thần, đã thu phục rất nhiều tông phái, phản kháng huyết linh tộc cờ lớn, vậy được dơ lên tới. Vậy ta luyện thể chi địa, do ta trông coi. Luyện thể đất tất cả yêu tộc, thêm chặt tu luyện, ngày sau định mà chống đỡ vác huyết linh tộc làm cơ chuẩn. Bất kỳ cùng huyết linh tộc có quan hệ yêu tộc, hoặc là giết mấy cái huyết linh tộc người, tựa đầu lô đưa tới một biểu trung thành, hoặc là ta bây giờ đánh chết nó. Yêu thú cũng phi nhân loại, huống chi vậy không nhận được huyết linh tộc chèn ép. Cho nên, Diệp Thần không định dùng chính sách dụ dỗ, trực tiếp thiết huyết chấn áp. Diệp Thần nói muốn phản huyết linh tộc, vậy thì được phản. Ai dám nói nửa chữ không, làm chấn động giết, hoặc là trực tiếp phong ấn. Lời này một nơi, đại điện yên tĩnh, rất nhiều thần tướng đều rối rít nhìn về phía Diệp Thần, Khôn Cổ Vương chủ nhưng là đứng lên. Khôn Cổ Vương chủ ôm tay, hỏi, dám hỏi, Diệp Vương chủ, ngươi nhưng có đối phó huyết linh tộc chắc chắn. Nó đảo mắt nhìn rất nhiều yêu tộc tướng lãnh, mặt lộ mỉm cười, nói, ta luyện thể chi địa, nguyên bản liền thuộc về Côn Lôn hư, giờ phút này trở về Côn Lôn hư, vậy không là vấn đề. Chỉ là đối phó huyết linh tộc chuyện. Chắc hẳn mọi người trong lòng đều biết. Huống chi ta cũng biết Diệp Vương chủ, thủ đoạn cao siêu. Cho dù hôm nay, chúng ta không đồng ý, cũng sẽ bị Diệp Vương chủ từng cái trấn áp phong ấn, hoặc là trực tiếp xử tử. Không bằng, Diệp Vương chủ nói một chút mình chắc chắn, nếu như mọi người cũng cảm thấy có thể được, có thể làm. Vậy mọi người cùng nhau liền. Lời này thật là hữu lý, đối với yêu tộc mà nói, đi theo không quan hệ. Có chỗ tốt là được. Chúng vào huyết linh tộc không thâm cửu đại hận, vậy chưa nói tới cái gì ân huệ, đối với Côn Lôn hư mà nói, mặc dù năm đó có ít câu oán hận, nhưng tất cả đều là thế hệ trước thần tướng, trẻ tuổi thần mới đem, cũng không ở Côn Lôn hư sinh hoạt qua, vậy chưa nói tới hận. Đại đa số yêu tộc thần tướng, cũng đều ôm ước mơ ngang dọc cường giả chi địa, cuộc sống giết chóc. Dĩ nhiên, nếu như bị tàn sát sinh hoạt, chúng cũng không muốn qua. Diệp Thí Thiên, dám can đảm mưu phản, người tìm lại. Sắc sắc, Diệp Thần vẫy tay bùng nổ khí huyết, trực tiếp vặn gãy Liên Nguyên Vương chủ cổ, tiện tay chỉ gian một chút, răng khắp nơi kiếm khí bay ra, trực tiếp khuấy bể kim cốt, tán rơi trên mặt đất, hù được một đám Liên Nguyên Vương đỉnh thần tướng lui về phía sau. Cái này, Diệp Vương chủ, nhà ta Vương chủ, Liên Nguyên Vương đỉnh, thượng có thể nói chuyện thần tướng, sợ hãi vạn phần. Lại là run rẩy thân thể đứng ra nói, Diệp Vương chủ, không biết ngài là ý gì. Không có nó. Sau đó, Liên Nguyên Vương đình nơi bộ, thuộc về ta Diệp Thí Thiên. Các ngươi có thể có ý kiến. Diệp Thần vẫy tay gian, đánh ra mấy cái càn khôn kiếm ấn, đem tại chỗ tất cả đế tôn cảnh hậu kỳ thần tướng toàn bộ phong ấn,
bao gồm Thiên Văn Thần Tướng cùng ba người, cùng với những thứ khác hai đại vương đình ba vị thần đem. Hắn nhìn về phía mọi người, nói các vị, có thể biết ta tu luyện nhiều ít năm. Khôn Cổ Vương chủ thượng trước, tỉ mỉ tra xem một phen, lại nhìn về phía mọi người, nói, bất quá 10 năm. Cái gì? Diệp Vương chủ tu luyện bất quá 10 năm, lại có như vậy thần uy? 10 năm, liền tu đến trình độ này, đây là muốn nghịch thiên A. Diệp Vương chủ sau lưng, thật có những thứ khác vị diện đại năng giúp đỡ. Mọi người giờ khắc này tựa như hóa đá, biểu tình trên mặt lại là hoảng sợ vô cùng. Chúng thành tựu Liên Nguyên Vương Đình và Khôn Cổ Vương Đình thần tướng, nhưng cũng là tu luyện mấy ngàn năm, mới có như vậy tu luyện. Nhưng Diệp Thí Thiên, tu luyện bất quá 10 năm, lại có như vậy tu vi, chẳng lẽ, thật là sau lưng có vực ngoại chủng tộc giúp đỡ. Nhưng là, Khôn Cổ Vương chủ cũng không khả năng nói láo, muốn đến. Diệp Thí Thiên là thật tu luyện bất quá 10 năm. Chư vị, ta tu luyện không tới 10 năm. Hôm nay, đứng hàng đạo nguyên cảnh, nhưng đủ để đánh chết đế tôn cảnh thất tầng thiên cường giả. Vậy ta bước vào đế tôn cảnh lại sẽ như thế nào, các ngươi hẳn rất rõ ràng. Mà ta tương lai sẽ ở trong tương lai 10 năm, tu đến hợp đạo cảnh, để cho Côn Lôn Hư có đầy đủ ngăn cản huyết linh tộc thực lực. Diệp thần nhìn về phía rất nhiều thần tướng. Vậy rõ ràng muốn chúng xuất lực, phải để cho chúng thấy mình có thể ngăn cản huyết linh tộc, liền nói sau nói, mà một năm sau, ta sẽ đánh chết trước chạy tới huyết linh tộc người. Dĩ nhiên hết thảy các thứ này chỉ là bắt đầu, ta và huyết linh tộc có cửu hận ngập trời, bọn họ như ở 9 tầng trời, ta cũng định giết trên 9 tầng trời. Nếu như không làm được, tương lai cùng huyết linh tộc khai chiến trước, ta có thể để cho các ngươi rời đi Côn Lôn Hư, đi những địa phương khác. Bây giờ, các ngươi duy nhất phải làm được chính là thật tốt tu luyện, đi theo ta trở lại Côn Lôn Hư. Nguyện lấy vương chủ, làm thủ lãnh, Thiên Văn Thần Tướng cái đầu tiên quỳ xuống, ôm quyền hô, nguyện đi theo vương chủ, đối kháng huyết linh tộc. Nguyện đi theo Diệp vương chủ, đối kháng huyết linh tộc. Nguyện đối kháng huyết linh tộc. Trong chốc lát, trong đại điện 200-300 thần tướng cũng nửa quỳ xuống. Gần như cảnh giới cao thần tướng đều bị thu phục. Những thứ khác thần tướng nghe được Diệp thần mà nói, vậy gần như cũng thuận theo. Diệp Thí Thiên, ngươi như vậy hành vi, đem yêu hoàng đại nhân, đưa vào chỗ nào? Ngay tại lúc này, một vị tuyết hồ thần tướng đứng ra, chính giữa chỉ Diệp thần, nổi giận mắng, luyện thể chi địa, chính là yêu hoàng đại nhân chi địa. Ngươi như vậy hành vi, đơn giản là phản. Sắc sắc, Diệp thần trực tiếp bóp vỡ vị này đế tôn cảnh ngũ tầng thiên thần tướng. Hắn uy nghiêm ánh mắt, nhìn về phía Khôn Cổ vương chủ, nói, Khôn Cổ thần tướng, yêu hoàng còn đang bế quan chính giữa. Đúng vậy, Diệp vương chủ. Vậy chúng ta đến một cái đi qua đi. Diệp thần giãy giụa cổ, vang khắp ra một phiến khảng thương tiếng, khí huyết mơ hồ lan ra, chấn động được chư tướng không dám nhiều lời. Vị này yêu hoàng, nếu như không giết, tất nhiên hơn nữa khó giải quyết. Hơn nữa hắn đối với huyết linh tộc trung thành, ta không thể lưu. Ta không thích uy hiếp, ngược lại, ta thích bóp chết uy hiếp. Ta thời gian không nhiều, hôm nay liền đem cái này uy hiếp xóa sạch đi. Diệp thần có chút nóng nảy, lúc đi vào liền có chút bận tâm Diệp gia và Hạ Nhược Tuyết sự việc. Cho nên, cần phải mau sớm giải quyết yêu hoàng, dẫn vạn yêu trở lại Côn Lôn Hư, do trời văn, bách chiến, khôn cổ cùng yêu, phụ trách đối phó hoàng gia, mình đi trước Hoa Hạ xem tình huống. Hoa Hạ chi địa, linh khí cực độ thiếu thốn. Không thể nào xuất hiện đế tôn cảnh cường giả, cho dù thật xuất hiện, cho dù Kỷ Tư Thanh không giải quyết được, mình còn không giải quyết được à. Bây giờ, cho dù là Hàn Vân ở Diệp Thần trước mặt, Diệp Thần cũng có thể ổn thỏa bắt lại. Mặc dù, đạo lực, không có tăng nhiều ít, nhưng là thân xác đã chui luyện đến một người vô cùng là trình độ kinh khủng, sâu hơn tầm thường nhập thần cảnh võ giả. Chúng ta tuân lệnh. Khôn Cổ thần tướng, bách chiến thần tướng đợi một chút, nhanh chóng dẫn rất nhiều thần tướng, đi theo Diệp thần đi. Giờ khắc này, nhất định là chân chính luyện thể chi địa ác mộng bắt đầu. Yêu hoàng đền. Năm xưa ngự thú tông chi địa, hôm nay nhưng là tạo dựng lên một tòa hùng vĩ cung điện. Ngoài cửa, lại là có hơn 10 vị thần tướng chú đóng, chỉ riêng điểm này liền vượt qua xa những thứ khác phương đình. Người tới là thứ gì?
lại là loài người hơi thở, ngươi tới yêu hoàng đền làm gì? Dừng lại. Hết mấy thần tướng ra tay, đem binh khí hóa thành một đạo cầu vòng, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp hướng Diệp Thần lướt đi. Canh phòng yêu hoàng cung, nhưng có người dám xông, lực chém không vòng vo. Mấy con kiến hôi mà thôi. Còn muốn ngăn trở ta. Buồn cười, các ngươi yêu hoàng đâu? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Diệp Thần vẫy tay đánh tan nát rất nhiều binh khí, rơi vào yêu hoàng đền trước, khí huyết bộc phát ra, hóa thành hai con dơ lên trời cánh tay, một cái tát vỗ bay hết mấy thần tướng, lại là một quyền đánh bể yêu cổng hoàng cung. Ở hắn khí huyết dưới sự uy áp, yêu hoàng cung từ trên xuống dưới yêu tộc, tất cả phốc thông trên đất, không cách nào ngẩng đầu. Giờ phút này Diệp Thần bùng nổ khí thế, không có đầy đủ tu vi yêu thú, chớ nói chi đứng dậy, chính là ngẩng đầu đều là vô cùng là khó khăn. Diệp Thần uy áp tựa như bao phủ hết thảy. Đột nhiên, Diệp Thần con người đông lại một cái, phát giác cái gì, khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Sau đó, một đạo kinh thiên vang lớn vang khắp. Một tòa điện đình nổ lên, một đầu thanh long bay lượn ra, thần uy hiển hách, căm tức nhìn Diệp Thần, nói, phương nào loài người, gan dám xông vào bổn hoàng cung điện. Thanh long bay lượn, có chừng 3.000 trượng lớn, rồng khổng lồ thân xem kéo dài mở, giống như là trường thành vậy, đem thương khung che đậy hơn nửa, xa xa xem không thấy đuôi rồng, rồng màu xanh lân lóe lên đạo đạo ánh sáng, rất là chói mắt. Hai cây to lớn vô cùng quả nhãn, giống như là tinh thần vậy sáng ngời lóe lên. Tản mát ra hơi thở, rung sụp liền cả tòa yêu hoàng cung vách tường. Hơi thở này tuyệt đối ở đế tôn cảnh cửu tầng thiên, nhưng chiến lực sợ rằng không kém gì nửa bước nhập thần cảnh. Đầu này lão thanh long, thực lực tất nhiên ở bách chiến yêu vương trên, tuyệt đối đã tới kim thân phách thể cấp 6. Còn chưa triển lộ kim thân, liền chấn động được quang minh điện đường hơn 100 vị thần đem phốc thông trên đất, đứng lên cũng không nổi. Tất cả mọi người tại chỗ thần phục. Duy chỉ có một cái thiếu niên không có chút nào khom người. Đó chính là Diệp Thần. Ngươi là yêu hoàng. Xưng hô như thế nào? Nghe, chàng trai tự không thiếu. Diệp Thần lẳng lặng xem ở thanh long yêu hoàng, vui sướng trong lòng không cần nói cũng biết, thậm chí yên lặng sửa lại quyết định. Đầu này lão thanh long, chiến lực ở Hàn Vân trên, độc thân ngăn cản một vị nửa bước nhập thần cảnh, tuyệt không nói ở đây. Nếu là có cấp 2 tiên khí nơi tay, ngăn cản hai vị nửa bước nhập thần cảnh, đều có thể. Nếu là thu phục, một năm sau, đối kháng huyết linh tộc liền dễ dàng hơn hơn. Mở đầu, Diệp Thần lấy lại yêu hoàng là một hoang dâm vô đạo lão long, nhưng không nghĩ đến đầu này lão long cũng như này khí khái, thực lực mạnh như vậy, sợ rằng có thể tùy tiện chấn động giết mới vừa vào luyện thể đất mình. Tiến vào luyện thể chi địa, bất quá mấy ngày bây giờ. Diệp Thần chiến lực tăng lên 10 lần không dứt. Bổn hoàng tất nhiên yêu hoàng. Tục danh, thanh kiếm. Lão thanh long mắt nhìn xuống thương khung đất đai, chợt long khiếu một tiếng, chấn động được 200-300 vị thần đem thân hình run rẩy, nói, ngươi là loài người. Nhìn dáng dấp, đem ngươi khôn cổ, thiên mệnh, liên nguyên, bách chiến, bốn đại vương đình cũng thu phục. Như vậy, ngươi dẫn bốn đại vương đình thần đem, tới tìm bổn hoàng. Ngụ ý vì sao là, còn có ngươi, bách chiến, không nghĩ tới, ngươi lại có thể thần phục với loài người. Bách chiến thần tướng cười thảm một tiếng, nói thanh kiếm, ta thực lực chưa đủ, dĩ nhiên là muốn thần phục. Còn như ngươi, tốt nhất cũng là đầu hàng đi, miễn được bị Diệp Vương chủ chấn động giết tại chỗ, cũng hoặc là tại chỗ phong ấn, mặt mũi không tốt xem. Hừ, còn muốn thu phục bổn hoàng. Ngươi chẳng lẽ muốn cùng huyết linh tộc là địch phải không? Thanh kiếm yêu hoàng oai rồng nở rộ ra, nếu như hải lãng triều tịch vậy, cuồng bạo cực kỳ, tại chỗ chấn vỡ một vị đế tôn cảnh tam tầng thiên thần tướng. Nó chậm chạp đưa ra long chảo, nói, vạn yêu thiên đình chư thần đem, dẫn vạn yêu thiên quân ở vòng ngoài chờ. Bổn hoàng chu diệt người trẻ tuổi này loại. Ngươi cùng liền ra tay, chu diệt cái này cùng phản nghịch chi đem. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, còn muốn giết ta, ngươi xác định có cái này tư cách. Dứt lời, Diệp Thần nghịch thiên liều chết xung phong ra, khí huyết toàn lực bùng nổ, cuồn cuộn ma khí bao trùm toàn thân. Hắn chợt đánh ra hai quyền, quanh thân quanh quẩn ra vô cùng vô tận Phật văn, nhất thời Phật quang hiển hóa, thần thánh cực kỳ.
Phật văn tự động tạo thành hai đạo trật tự xích thần, quanh quẩn màu máu quả đấm chung quanh, biến thành hai tọa Phật quốc. Quyền trong Phật quốc. Giết. Rắc 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 rắc. Ken két. Đi đôi với chung quanh trận pháp không ngừng văng tung tóe, quyền trong Phật quốc đụng vào thanh kiếm yêu hoàng long trảo trên. Chính giữa, vô số hiển hóa ra Phật Thích Ca, nhắc tới kinh văn, lần nữa hóa ra một vòng bánh xe sát phạt lực, giết được vảy rồng văng khắp nơi, máu rồng phiêu bay. À! Ngươi loài người này, thật là tự tìm cái chết. Thanh kiếm yêu hoàng ngược lại là muốn xem thường Diệp Thần, nhất kích dưới, thối ngược mấy bước. Một giây kế tiếp, trong mắt hắn tràn đầy sát ý. Trong miệng lại là phun ra kéo ra mảng lớn màu xanh long diễm, dường như muốn đem thương khung đốt, thậm chí hồng phá hủy thương khung, nó vung móng từ không trung kéo tới một phiến sấm sét. Đủ mọi màu sắc sấm sét xen lẫn chung một chỗ, xanh lơ một phiến, đỏ một phiến, tím một phiến, bạch một phiến, hội tụ tới một nơi, vạch ra một chuôi phối hợp độn sấm sét thần tướng, phá vỡ bầu trời đêm, lưu lại một đạo rõ ràng dấu vết, tựa như muốn đoạt về trôi qua ngàn thời gian trăm năm vậy, trực bức Diệp Thần. Thí tiên kiếm. Diệp Thần tự nhiên không dám khinh thường, khẽ quát một tiếng, sau lưng lơ lửng hủy diệt kiếm đạo cùng sát lục chi đạo, khí huyết bùng nổ, thân kiếm xuất hiện từng đạo linh văn, ánh sáng lóe lên, chấn nhiếp bát hoang, mũi kiếm chỗ bất ngờ bắn ra một đạo kình thiên kiếm cương, mang theo mang vô cùng sát phạt lực lao ra, biến dạng một phiến phiến màu xanh long diễm. Nháy mắt tức thì, tràn đầy màu thiên thanh long diễm là kiếm khí chấn vỡ. Phịch! Hai thanh kiếm đụng chung một chỗ, bộc phát ra sáng chói chói mắt ánh sáng rực rỡ. Dư âm chấn động mở, phai mở yêu hoàng cung tất cả sinh linh, tiến lên con rồng long tôn, đều ở đây dư âm trong hóa thành cho tàn. À! Ngươi xúc sinh này, bổn hoàng con cháu con cái à? Bổn hoàng phải giết ngươi! Thanh kiếm yêu hoàng phá không mà ra, trong miệng phun ra một chuôi huyết quang kiếm, chính là huyết linh tộc ban cho cấp một tiên khí. Nó lấy long trảo thủ cầm tiên kiếm, cùng Diệp Thần gần người chém giết, đánh được mặt đất chấn động, dư âm chấn động thiên cổ. Xa xa, bỏ trốn ra các loại yêu hoàng sau lưng, rối rít bị Bách Chiến, Khôn Cổ cùng thần tướng bắt. Bách Chiến thần tướng, Bách Chiến yêu vương, lại là một quyền đánh bay hai cái vạn yêu thiên đình thần tướng, phẫn nộ quát, dám động thủ nữa, chúng ta tiêu diệt ngươi. Nó thấy được vạn yêu thiên đình thần tướng không dám động thủ nữa, cũng để cho mình cùng yêu ngừng lại, ngắm nhìn xa xa chém giết thanh kiếm yêu hoàng và Diệp Thần, một yêu một người phá vỡ chung quanh trận pháp, cuồn cuộn bụi đất cuốn lên, xuất sắc tuyệt luân. Vương chủ, đây là lại tăng lên rất nhiều à. Bây giờ, vương chủ không dùng tới lá bài tẩy, không bị vực ngoại cường giả chuyển vận lực lượng, cũng có thể bộc phát ra như thực lực này. Thật là nhanh tấn thăng tốc độ, kim thân phách thể chỉ ít cấp 6. Mau, quá nhanh. Bách Chiến yêu vương âm thầm cảm khái, mấy ngày trước Diệp Thần cùng mình đánh một trận, Diệp Thần vẫn là ở tiên khí và đạo lực gia trì dưới. Hiện nhưng là ở đây, không cùng gia trì, đơn thuần thân xác khí huyết, lại khủng bố đến tình cảnh này. Lúc này, Bách Chiến thần tướng truyền lệnh xuống, tất cả thần tướng kết trận, để ngừa vạn yêu thiên đình tập kích. Chúng ta sống chết thành bại. Toàn xem vương chủ. Rất nhiều thần tướng dựa theo chu thiên tinh thần trận pháp kết trận, 360 chu thiên, 360 vị thần đem chung nhau kết trận, trận pháp trên tạo thành một tôn hoang cổ yêu thú, vẫn nhìn chung quanh hơn 100 vị vạn yêu thiên đình thần tướng. Còn như không kết trận 20 hơn vị thần đem, ngược lại là phụ thuộc vào ở trận pháp chung quanh. Vô số đạo ánh mắt lại là ngưng mắt nhìn vạn trượng bụi đất bên trong. Tất cả mọi người trong lòng đều có một cái nghi ngờ. Diệp Thí Thiên và Yêu Hoàng đánh một trận, kết quả ai có thể sống sót? Xa xa, vạn yêu thiên đình thần tướng thấy cái này cuồng bạo trận pháp, vậy không do dự, nhanh chóng tụ họp vạn yêu thiên quân, 200 vị thần đem bày trận, vây lại Bách Chiến các người. Chính giữa, một vị trong đó thần tướng lại là tiến lên khua kiếm nói, ngươi cùng dám can đảm chu diệt Long Hoàng bệ hạ chi con cháu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nó khua kiếm chỉ trên bầu trời Diệp Thần. Nói cái này cùng nhân loại hèn mọn, các ngươi cũng dám đi theo, thật là không muốn sống nữa. Một người, đạo nguyên cảnh loài người, bất quá có chút lá bài tẩy, có thể ngăn trở yêu hoàng đại nhân mà thôi. Bốn đại vương đình chi yêu lại có thể cam nguyện đi theo. Chính giữa còn có hai vị vương chủ,
thật là điên rồi. Lại dám tập thể tạo yêu hoàng đại nhân phản. Bất quá cũng tốt, cùng yêu hoàng đại nhân giải quyết loài người kia, hắn lại dẫn quân điều động, tru diệt cái này cùng phản nghịch hạng người. Vô cùng vô tận lôi quang lóe lên, kiếm khí ngang dọc, oai rồng chấn động bốn phương. Chỉ riêng dư âm liền đem đất mặt chấn động được văng tung tóe mở, Diệp Thần bắt lại thanh kiếm yêu hoàng thân rồng, khí huyết bộc phát ra, vô số thần lôi và ma khí vẩn quanh cánh tay, luyện thể lực lại là hoàn toàn đụng. Diệp Thần lại rất miễn cưỡng đem thanh kiếm yêu hoàng thân thể ném ra ngoài, hắn rất rõ ràng, như ở chỗ này tiếp tục tác chiến, sợ rằng dư âm sẽ chấn động giết không thiếu dưới tay mình. Thanh kiếm yêu hoàng và Diệp Thần thân thể không ngừng va chạm. Hai người lại là trực tiếp đập vào một cái to lớn lòng đất cửa hang. Thanh kiếm yêu hoàng khi thấy chung quanh hết thảy, trong lòng lại là lộp bộp một chút, không tốt. Ta như thế nào cùng Diệp Thí Thiên tới địa phương này? Đáng chết! Nơi này một phiến đen nhánh chi địa, tựa như không có mạng sống hắc ám chi địa. Không giống với ngoại giới, bên trong lại có vô cùng vô tận sấm sét. Lửa cháy mạnh, cương gió các loại lực lượng, thiên kiếp lực lượng liền đến từ huyết linh tộc ban đầu lưu lại. Đùng đùng, từng trận sấm sét lóe lên, sáng chói lôi quang bốn chói lọi, tạo thành một phiến mây sấm. Mây sấm thả ra hủy diệt khí cơ, tựa hồ liền hướng Diệp Thần và thanh kiếm yêu hoàng đến gần, thất luyện bắn ra bốn phía lôi quang đồng thời bung ra, từ mỗi cái phương diện đánh tới, mây sấm là vật vô chủ, không người điều khiển, nhưng thắng như có người điều khiển. Ngày xưa, chúng tạo thành thiên kiếp, còn chỉ sẽ tru diệt độ kiếp người. Nhưng là một khi có sinh linh xông vào đi vào, chúng liền sẽ nổi điên, tru diệt hết thảy sinh linh. Diệp Thần leng keng mà động, chân đạp càn khôn, tóc đen loạn vũ, đôi mắt nổ bắn ra ra hai đạo ánh sáng trạch, hóa thành lợi kiếm bắn ra, đánh chúng thanh kiếm yêu hoàng. Khảng keng, thanh kiếm yêu hoàng dựa vào thân rồng, trực tiếp làm vỡ nát lợi kiếm. Nó một móng vung ra, trực tiếp bắt Diệp Thần, ngăn cản ở trước người. Tiểu súc sinh, người tự tìm cái chết, hôm nay hai người chúng ta ai cũng đừng nghĩ đi ra ngoài. Oanh oanh oanh, oanh oanh oanh, cuồng bạo sấm sét toàn bộ công kích ở Diệp Thần trên mình, nổ được Diệp Thần ra từng cơn vết máu, hiển nhiên mau muốn không chịu nổi. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, trong tay thí tiên kiếm bùng nổ vô cùng kiếm khí, giết phá mây sấm. Sát lục chi đạo, bất diệt kiếm đạo, thay đổi liên tục càn khôn. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, ma khí bao trùm toàn thân, ngăn cản những lực lượng này đánh vào, đây là thân xác tiếp nhận cực hạn. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, hắn huyết mạch trong cơ thể tựa như cảm nhận được cái gì hấp dẫn, dần dần sôi trào. Cùng thời khắc đó, Diệp Thần cánh tay lại xuất hiện một đạo yếu ớt luân hồi ánh sáng. Luân hồi ánh sáng đáng sợ. Nhưng mà có thể nói thế giới đứng đầu nhất bổn nguyên lực lượng. Nó hiếm thấy đến mức tận cùng. Cố nhiên bây giờ luân hồi ánh sáng rất yếu, nhưng là đối với Diệp Thần lực lượng ra chỉ cũng là cực kỳ khủng bố à. Diệp Thần đã giết mù quáng. Hắn không để ý tới hết thảy, trực tiếp lực phách ra một kiếm, kiếm khí như biển gầm, ùng ùng giết ra, vừa tựa như núi lở đất mòn vậy, biến dạng vô cùng mây sấm, bổ vào thanh kiếm yêu hoàng thân rồng trên. Khí huyết xuyên qua thân rồng, thân kiếm cùng vảy rồng va chạm, lóe ra kịch liệt quang minh, thật giống như tinh thần nổ tung vậy. Phốc, thanh kiếm yêu hoàng phun ra một hớp máu rồng, vảy rồng bể tan tành gần nửa, hiển nhiên gặp phải bị thương nặng. Loài người, ngươi ép bổn hoàng vận dụng lá bài tẩy. Đây là vinh hạnh của ngươi. Thanh kiếm yêu hoàng thân rồng chấn động một cái, vẫy tay lấy ra một chuôi cấp 2 tiên kiếm, mãnh lực bổ ra một kiếm. Đánh vào thí tiên kiếm trên thân kiếm. Rắc rắc. Thí tiên kiếm thân kiếm bể tan tành, khí linh gần chết. Ngay lập tức gian, trăm ngàn đạo quang minh băng hiện, chung quanh hắc ám giống như là lại lần nữa bể tan tành vậy. Vô số cương khí, sấm sét bay tới, tựa hồ là ở làm tiên vẫn mà khóc tỉ tê. Tiên khí cũng là tiên, hôm nay gãy lìa, tương đương với tiên vẫn. Bộc phát ra đánh vào ngay tức thì chấn động được Diệp Thần ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thân hình đổ bay ra ngoài. Phốc phốc, Diệp Thần liên tục phun mấy ngụm máu tươi, nắm kiếm gãy, thần sắc bi như vậy. Giờ phút này, đã là hắn cực hạn. Thực lực bây giờ, là chính hắn mạnh nhất trạng thái, như vậy, nhưng đều khó đánh chết thanh kiếm yêu hoàng.
xem ra, mình là có chút nóng nảy. Thằng nhóc, ngươi như vậy trẻ tuổi, chỉ muốn cùng bổn hoàng là địch. Còn dám giết bổn hoàng con cháu, ngươi thật là tự tìm cái chết. Thanh kiếm yêu hoàng hoàn toàn bùng nổ, hơi thở lạnh lùng mà nghiêm nghị, xuyên thủng hết thảy, đột nhiên vung móng giết ra, phong tỏa không gian, làm được bốn phương câu tịch, một cổ đại đạo thần uy mãnh liệt ra, ngay tức thì đè ở Diệp Thần trên mình. Nó khác một con long chảo nắm thành quả đấm, 15 ca tấn khí huyết bộc phát ra, mãnh đập Diệp Thần ngực. Phịch, 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 giống như đá lớn va chạm vậy, Diệp Thần bị đập đạt được chỗ bay, màu xích kim kim thân nổ tung, chỉ còn lại một bộ kim cốt phân bay. Kim thân, lần nữa bị đánh bể. Thí tiên kiếm gãy lìa, gấp đôi tăng phúc biến mất, hắn khí huyết trở lại 7.500 tấn trình độ, hơn nữa không phải thanh kiếm yêu hoàng đối thủ. Giờ phút này, thanh kiếm yêu hoàng oai rồng lan ra, chấn động được Diệp Thần thân thể vết thương chồng chất, cả người tất cả bộ dạng sợ hãi. Không nghĩ tới, thanh kiếm yêu hoàng thực lực, lại có thể lớn mạnh như vậy. Tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng không tới 10 phút, mình thân thể cũng phải nổ tung. Luân hồi mộ địa trong. Mạc Ngưng Nhi và Huyết Thất Dạ nhìn làm gấp, bọn họ không thể dùng còn dư lại lực lượng lại giúp đỡ Diệp Thần. Duy nhất có thể giúp Diệp Thần chính là Niếp Bách Kiếm. Niếp Bách Kiếm ánh mắt lạnh nhạt nhìn lướt qua mọi người, nhưng là đối với Diệp Thần truyền thanh nói, thằng nhóc, đây là ngươi quyết định, chính ngươi chịu đựng. Bất quá, ta cũng không sẽ thấy chết mà không cứu, ta không cách nào cho ngươi thân xác cung cấp lực lượng, nhưng ta có thể cho linh hồn ngươi lực. Không, chính xác mà nói là công kích linh hồn thuật. Ngươi thân xác cố nhiên phách thể kỳ. Nhưng rõ ràng không phải đầu này lão long đối thủ, ta thật không biết ngươi chém chết đối phương tự tin tới từ nơi nào. Dứt khoát, ta cho ngươi công kích linh hồn thuật, huống chi ngươi không phải là muốn xóa bỏ lão long linh hồn, để cho một cái linh hồn chiếm cứ thân rồng à. Ta có thể để cho ngươi làm được. Hắn thần giác buộc vòng quanh nụ cười, nói, ngươi ăn rất nhiều yêu thực trái cây, linh hồn lực đã đến ngàn tơ, so với trước đó mạnh mẽ gấp mấy lần. Đã có thể vận dụng linh hồn thuật. Ta vẫn không có cho ngươi chân chính linh hồn thuật, bây giờ nhìn lại, chúng ta ngược lại là có thể làm một giao dịch. Niếp Bách Kiếm nhịn đau rút ra thần niệm trong một cổ lực lượng, hóa thành hai chuôi linh hồn kiếm, một đạo, ngươi xóa bỏ tên này linh hồn, một đạo chém chính ngươi linh hồn, đem ngươi trong 1% linh hồn, bỏ vào tên này thân thể, sau đó tên này thân thể chính là ngươi chiến khôi. Bất quá, tên này thân thể không thể nào trở thành cái thứ hai ngươi. Ngươi chỉ là nhiều một cái hiểu được như thế nào tấn công yêu thú, hắn không cách nào có đơn độc ý thức. Ta cho ngươi vật này, đương nhiên là có điều kiện. Cùng chuyện này kết thúc, ngươi giúp ta đi hoàn thành một chuyện. Ngươi không có quyền cự tuyệt. Như thế nào, Niếp Bách Kiếm nói lên chuyện này, cũng là giúp Diệp Thần thu phục một cái chiến lực cường đại. Dĩ nhiên, hắn trong lòng còn có một việc muốn xác định. Chuyện này cực kỳ mấu chốt. Phải có người đi. Được, Diệp Thần tiếp nhận Niếp Bách Kiếm linh hồn lực và hai chuôi linh hồn kiếm. Nháy mắt tức thì, Diệp Thần hơi thở hoàn toàn không cùng, bộc phát ra sát khí ngất trời, một đạo huyết quang xé nát chung quanh sấm sét cương khí, bao trùm lớn như vậy hang núi, hắn hai con ngươi nếu như lợi kiếm vậy xuyên phá lão long long chảo, chủ động đem chung quanh hết thảy phong tỏa. Hắn hai tay hóa thành thái cực chi dạng. Thông suốt bắn ra một chuôi linh hồn kiếm, xuyên thủng tầng tầng ngăn trở, có phai mở vạn vật khí tổng thể, kinh thiên địa khóc quỷ thần thế. Cái này lại là linh hồn kiếm, không thể nào à. Thanh kiếm yêu hoàng thần sắc đại biến, trong chốc lát cũng không biết như thế nào ứng đối. Nó là luyện thể đất yêu hoàng, nhưng nó không biết công kích linh hồn và phòng ngự phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn linh hồn kiếm bay tới. Mấu chốt linh hồn này kiếm. Căn bản không có thể bị thằng nhóc này nắm giữ. Côn Lôn hư thượng cổ vị kia nắm trong tay linh hồn thuật pháp đã chết. Trong thiên hạ làm sao có thể còn sẽ có người nắm giữ. Bổn hoàng không tin. Cút ngay à, ngươi lấy là công kích linh hồn, có thể lấy tiêu diệt ta mà. Thanh kiếm yêu hoàng hoảng loạn lên, mãnh liệt phun ra màu xanh long diễm, câu liền một phiến cương sấm gió mây, quyết liên công kích linh hồn kiếm. Hô hô hô, tí tách, long khói và mây sấm bay qua, linh hồn kiếm cũng không bị quấy nhiễu chút nào, tựa như không thuộc về cùng không gian vậy.
căn bản, không cách nào công kích được linh hồn kiếm. Theo linh hồn kiếm dần dần ép tới gần, thanh thế càng phát ra thật lớn, thật giống như đại đạo thần uy lăn vậy, cho thanh kiếm yêu hoàng một cổ cảm giác hít thở không thông giác. Mấy ngàn năm qua, cho dù đối mặt huyết linh tộc người, nó cũng không có loại này cảm giác nguy cơ. Chẳng lẽ, bổn hoàng ngày hôm nay phải bỏ mạng? Ha ha ha, không thể nào. Thanh kiếm yêu hoàng điên cuồng phun ra sinh mạng long diễm, thậm chí vận dụng nghịch lân lực, như biển khơi uông dương vậy long diễm ùn ùn kéo đến vậy bay ra, nhưng vẫn là không cách nào dung chuyển linh hồn kiếm chút nào. Giờ phút này, nó là thật đã nhìn ra, công kích linh hồn, không công kích linh hồn không thể triệt tiêu. Bây giờ, nó trong đầu chỉ có một ý niệm. Chạy! Thanh kiếm yêu hoàng xoay người vừa chạy, cao lớn thân rồng ở hắc ám bên trong, nhanh chóng đi về trước. Nhưng là, đối mặt Niếp Bách kiếm tự mình ngưng tụ linh hồn kiếm, nó chạy thế nào? Vèo! Linh hồn kiếm phá không mà ra, trực tiếp xuyên thủng nó đầu lâu, đánh nổ liền nó não hạch. Ngắn ngủi mấy giây bên trong, một đời yêu hoàng chết. Không có bỏ mạng ở chính diện trong đối kháng. Ngược lại là chết ở công kích linh hồn dưới. Như một màn này, Diệp Thần cũng có chút kinh hãi, công kích linh hồn, phòng thủ phương pháp phải được tu luyện. Nếu không, huyết linh tộc nhập thần cảnh cũng sửa qua công kích linh hồn phương pháp, Diệp Thần nếu không sẽ linh hồn phương pháp, sợ rằng tương lai chết như vậy đi chính là chính hắn. Thanh kiếm yêu hoàng. Mặc dù chiến lực khủng bố, nhưng sẽ không linh hồn phương pháp. Lúc này mới để cho Diệp Thần ở Niếp Bách kiếm dưới sự hỗ trợ bị thương nặng. Hắc ám chỗ sâu. Lớn như vậy long thi treo dừng lại, oai rồng dần dần tán loạn. T, Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, lợi dụng khác một chuôi linh hồn kiếm, chóc liền một ít linh hồn đặt vào nhập thanh kiếm yêu hoàng thân thể bên trong. Rất nhanh, hắn liền cảm ứng được thanh kiếm yêu hoàng cái này tôn chiến khôi, tại tâm thần mình tương phản. Có thể xem điều khiển thân thể mình như nhau điều khiển thanh kiếm yêu hoàng thân thể, cũng có thể tạm thời cắt ra nối liền, để cho bộ phận kia linh hồn thân mình linh hồn tới điều khiển thanh kiếm yêu hoàng tác chiến. Nói tóm lại, nhiều một tôn chiến khôi. Mặc dù chiến lực suy nhược ba phần, nhưng so cưỡng ép thu phục thanh kiếm yêu hoàng cũng muốn tốt hơn hơn. Cái này yêu hoàng máu tươi sợ rằng đối với luyện thể có hiệu quả, thịt của ta thân trọng chế, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Không ngại liền thử một lần. Diệp Thần mượn thanh kiếm yêu hoàng máu rồng, bắt đầu nhanh chóng tự chữa thân xác. Cùng thời khắc đó, bên ngoài, yêu bên ngoài hoàng cung. Bạch Long thần tướng ngạo nghễ vạn vật, hắn nhìn lướt qua Diệp Thần và thanh kiếm yêu hoàng chiến đấu chi địa, hết thảy đã bình tĩnh. Nó khóe miệng phác họa một đạo tựa như nắm trong tay hết thảy nụ cười. Hắn nhìn lướt qua mọi người, hừ lạnh nói, chiến đấu ngưng, tựa hồ, kết thúc. Nhất định là yêu hoàng đại nhân, xóa bỏ loài người kia. Người các loại, đầu hàng đi. Ta có thể hướng yêu hoàng đại nhân cầu tha thứ, tới hơn chỉ đem các ngươi lột da rút gân. Yên tâm, các ngươi không chết được. Nó dừng lại chốc lát, mặt lộ mỉm cười, nói, dĩ nhiên loài người kia tình huống, người được nói cho chúng ta vạn yêu thiên đình há là ai cũng có thể tới công kích. Chúng ta muốn xóa bỏ loài người kia hết thảy người thân bạn tốt. Tóm lại, nam lột da rút gân, nữ có thể trước chăm sóc huấn luyện một hai, chơi xong lại giết. Lời của nó mới vừa rơi xuống, một đạo lạnh như băng gầm thét tiếng lại trực tiếp truyền tới. Ngươi dám! Nháy mắt tức thì, một đạo bén nhạy kiếm khí từ đàng xa bay tới, thật giống như sao rơi xuống vậy, trực tiếp nện ở Bạch Long thần tướng trên mình. Kinh khủng kiếm khí chấn động bốn phương, mọi người khi phục hồi tinh thần lại. Bạch Long thần tướng đã hóa thành đầy đất thịt vụn. Loài người kia còn chưa chết. Loài người đáng chết, không thiếu vạn yêu thiên đình thần tướng kịp phản ứng, rối rít nhắc tới vũ khí, nhắm ngay kiếm khí bay tới phương hướng. Nhưng là chúng còn không có bất kỳ động tác, lại là đếm đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp đem 12 vị thần đem xóa bỏ. Còn lại thần tướng sợ được không dám đến gần. Diệp Thần mang thanh kiếm yêu hoàng. Từ trong bóng tối rừng rưng như thường đi ra, đứng ở yêu hoàng cung di chỉ trên, nói, bắt đầu từ bây giờ, lại không vạn yêu thiên đình. Chủ nhân, thuộc hạ thanh kiếm bái kiến chủ nhân, thanh kiếm yêu hoàng hóa thành hình người, lúc này hướng Diệp Thần quỳ xuống, vạn yêu thiên đình trên dưới, cũng nhập quang minh điện đường bên trong,
chủ nhân lo âu phân phó, thanh kiếm nào dám không theo. Thanh kiếm yêu hoàng dĩ nhiên là chết, những lời này cũng là Diệp Thần điều khiển thân thể nói ra. Nháy mắt tức thì, vạn yêu thiên đình hơn 100 vị thần đem bối rối. Nhìn về phía yêu hoàng, cái này còn là hướng nhìn bằng nửa con mắt thanh kiếm yêu hoàng. Làm sao sẽ cho loài người này quỳ xuống? Còn như vậy tôn xưng. Chủ nhân. Tất cả mọi người lại là theo bản năng dụi mắt một cái, nhưng phát hiện trước mặt quỳ xuống vẫn là thanh kiếm yêu hoàng. Trong nháy mắt, không thiếu cao ngạo thần tướng hỏng mất. Chiến đấu luôn thắng yêu hoàng đánh bại, lại là cầm tư thái thả thấp như vậy, vậy bọn nó coi là cái gì? Con kiến hôi. Rác dưới. Cũng hoặc là hai người cũng không tính. Mạc Ngưng Nhi thật ra thì đối với Diệp Thần là có hảo cảm. Nhưng là nàng biết hai người căn bản không có thể. Nàng chẳng qua là thần niệm một đạo. Cố nhiên là thần niệm, làm nàng tiêu tán sau đó, hết thảy trí nhớ cũng sẽ trở về bản thể. Có lẽ nàng bị kẹt bản thể sẽ cùng Diệp Thần phát sinh cái gì đi. Nàng bây giờ chỉ muốn cầm hết thảy đồ cho Diệp Thần. Diệp Thần lớn lên càng nhanh, hai người gặp mặt thời gian lại càng mau. Diệp Thần nhìn trước mặt băng sắc linh đoàn, trong lòng phức tạp muôn vàn. Hắn vốn cho là phá vỡ luân hồi mộ địa nguyền rủa, có thể để cho Mạc Ngưng Nhi không cần thiết tán. Bây giờ nhìn lại, căn bản không có thể. Vận mệnh chính là như vậy và hắn khai trừ một đùa giỡn. Trong mắt hắn nhu tình nhưng lại kiên định. Xa nhau thì như thế nào? Biến mất là thần niệm, không phải bản thể. Trăm vị đại năng bản thể cũng thuộc về thủy sinh nóng như lửa bên trong. Hắn phải làm chính là không tiếc hết thảy đem những thứ này đại năng cứu ra. Tay hắn cầm luân hồi mộ địa, chính là nắm trong tay lớn nhất lá bài tẩy. Có thể đối kháng hết thảy. Nhưng là, hắn cũng biết, trước mặt đường sẽ là biết bao thống khổ và khó khăn. Hắn cũng biết, mình phải đối mặt địch nhân là kinh khủng dường nào tồn tại. Hắn, lặng lặng nhìn Mạc Ngưng Nhi thần niệm dần dần tiêu tán, quanh thân sát ý và chiến ý ngút trời đi. Cảm ơn. Rất nhanh. Một cổ kỳ dị gió nhỏ vạch qua, cuộn sạch Mạc Ngưng Nhi toàn thân. Đồng thời gian, một cổ băng sắc huyền quang tách thả ra ra, Mạc Ngưng Nhi bàn chân đã tiêu tán, hóa thành từng hạt tròn hạt, phiêu tán ở luân hồi mộ địa trong. Tốc độ tiêu tán càng lúc càng nhanh, rất nhanh cẳng chân trở xuống, đều đã hóa thành hư vô. Chúng ta đã chết thân bất diệt. Huyết linh tộc cũng chỉ có thể trấn áp chúng ta, mà không cách nào giết chúng ta. Có lẽ, cái này mấy ngàn năm tống giam, đối với chúng ta mà nói, chỉ là một đạo kiếp nạn thôi. Mộ chủ gặp lại, một cái chiến trường kế tiếp, chúng ta sẽ lại gặp nhau. Còn nữa, đối xử tử tế Mạc Ninh cái này nha đầu. Tiếng nói vừa dứt, Mạc Ngưng Nhi thân hình, hoàn toàn tiêu tán. Tựa như, luân hồi mộ địa trong nàng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Tiểu tử, ngươi nếu như khóc lên. Ta đời này cũng sẽ không thừa nhận ngươi là ta học trò. Nhiếp Bách Kiếm tiến lên trêu ghẹo nói. Trước kia những tên kia, công pháp, truyền thừa cũng cho ngươi, ngươi không nhất định tới kịp luyện. Nhưng ngươi cứu chúng ta những ông già này sau khi ra, chúng ta nhưng là phải đâu ra đấy để cho ngươi bắt đầu lại luyện. Chỉ có như vậy, đem cơ sở hoàn toàn đánh thủ thực, mới tính hoàn toàn học biết chúng ta công pháp. Hắn vỗ một cái huyết thất dạ bả vai. Cười hỏi, là phải không như vậy? Ngược lại cũng là, huyết thất dạ xem về phía sau mấy chục tọa mộ bia, chợt thở dài một tiếng, đây cũng là số mệnh à. Mỗi một đoạn thời gian, mỗi mấy người đi ra bầu bạn mộ chủ trưởng thành. Lẫn nhau bây giờ thay đổi, ta nghĩ, ta bầu bạn mộ chủ chặng đường, vậy mau kết thúc. Huyết thất dạ trôi giạt đi tới luyện chế thần quân trước mộ bia, gõ bia đá cười nói, lão gia. Ta nhớ quê nhà ngươi là Thiên Phong Sơn đi, yên tâm, ngươi rất nhanh liền ra tới thay thế bổn tọa vị trí. Bọn họ thần niệm, giữ không được bao lâu. Mỗi một đoạn thần niệm, đi cùng mộ chủ đi một đoạn thời gian. Tin tưởng trăm vị đại năng xuất tấn lúc đó, chính là mộ chủ vô địch tại cao võ vị diện lúc. Hai vị sư tôn xin cứ tự nhiên. Đồ nhi tiêu hóa một ít những truyền thừa khác, Diệp Thần bước lui ra luân hồi mộ địa. Lấy linh hồn lực luyện hóa Mạc Ngưng Nhi cấp cho truyền thừa. Để cho hắn bất ngờ là, những truyền thừa khác, lại tổng cộng chia làm là ba bộ phận. Bộ phận thứ nhất,
liên quan tới không gian quy luật, không lành lặn. Bộ thứ 2 phút, liên quan tới thời gian pháp tắc, như cũ không lành lặn. Hai bộ phận này, trước mắt Diệp Thần cũng xem không hiểu, nhưng chỉ cần lên cấp đến hợp đạo cảnh, thậm chí còn càng đi lên cảnh giới, nhất định sẽ rất nhiều thu hoạch. Còn như bộ thứ 3 phút, chính là Mạc Ngưng Nhi Hàn băng công pháp. Ghi chép hai đạo tuyệt chiêu. Thiên băng hóa kiếm. Ngàn băng kiếm trận. Cái này hai cái tuyệt chiêu, thiên băng hóa kiếm liền đem băng hóa thành lợi kiếm giết địch. Ngàn băng kiếm trận liền đem thủy ngưng kết là băng kiếm, tạo thành bắt đầu kiếm trận, dùng cho khốn địch, giết địch, ẩn chứa một cổ trình độ cao nhất hàn băng đại đạo, Diệp Thần còn cần một đoạn thời gian, mới có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Hô 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 hô. Hô hô. Một chuôi ngàn trượng thanh kiếm phá vỡ bầu trời đêm, có chém tinh diệt tháng uy năng, phách rơi trên mặt đất, miễn cưỡng tạo thành mấy chục cái dãy núi sụp đổ. Thật may, những địa phương kia yêu tộc đã bị rời, nếu không Diệp Thần đạo này, thiên băng hóa kiếm, chém xuống đi, được tiêu diệt nhiều ít yêu tộc. Cái này một cái kiếm chiêu uy năng. Không kém chút nào kiếm môn lộ vẻ đời, thậm chí còn có lớn mạnh một chút, hàn băng có bộ phận khốn địch khả năng. Nơi này hàn băng cũng không phải là thông thường hàn băng, đủ để cho nhỏ yếu yêu tộc ngay lập tức gian động triệt tượng đá, cuồng gió thổi một cái liền hóa thành đầy trời hàn bụi băng mạt, không đế tôn cảnh không thể ngăn cản, đế tôn cảnh dưới tới nhiều ít cũng không được. Hắn ngưng mắt nhìn xa xa hết thảy, thở dài một tiếng, lần kế gặp mặt, lại là lúc nào, ta đây là hy vọng huyết linh tộc trước thời hạn hạ xuống. Nếu như Diệp Thần biết huyết linh tộc thật đã trước thời hạn phái người tới, không biết sẽ là dạng gì tâm tình. Bẩm báo vương chủ. Thuộc hạ đã đem tất cả yêu thú thực lực, thống kê xong toàn. Bách chiến thần tướng chậm rãi tiến lên, ôm quyền hỏi, không biết, vương chủ là phải dẫn tất cả yêu thú đi ra ngoài, vẫn là chỉ mang cảnh giới cao yêu thú. Tất cả cảnh yêu thú có nhiều ít. Diệp Thần thu kiếm, vỏ kiếm cùng thân kiếm bộc phát ra một cổ cực hạn tiếng nổ, xé rách tháng đêm, mạnh mẽ cực kỳ. Thí tiên kiếm mặc dù đã tu bổ lại, nhưng là tiên khí hao tổn không nhỏ, chỉ có thể coi như là bán tiên khí. Còn như hai kiện cấp 2 tiên khí, hiện nay chính là Diệp Thần tiện tay binh khí. Bách chiến thần tướng ôm quyền khom người nói. Đế tôn cảnh trở lên, cộng thêm thu phục yêu hoàng cung chi yêu, có mấy trăm vị. Đạo nguyên cảnh yêu tộc, trước mắt có 2000 vị. Hư vương cảnh tổng cộng có. Bách chiến thần tướng từng cái giảng giải tất cả cảnh giới yêu thú. Không thể không nói, yêu tộc lớn xác thực số lượng to lớn, chỉ riêng những thứ này yêu tộc liền đủ để vượt qua Côn Lôn hư trong cao tầng trở lên đế tôn cảnh nhân số. Dĩ nhiên, đây là đang Côn Lôn hư mỗi trăm năm cống hiến 100 vị đế tôn cảnh cho huyết linh tộc trên căn bản, nếu không Côn Lôn hư đế tôn số, sợ rằng chạy thẳng tới 4000 nhiều. Đế tôn cảnh yêu tộc. Bách chiến thần tướng tiếp tục nói đế tôn cảnh cửu tầng thiên, một vị, thanh kiếm yêu hoàng. Đế tôn cảnh tầng 8, chỉ có mạt tướng. Đế tôn cảnh thất tầng thiên, 7 vị. Nó một thẳng nói ra, đem toàn bộ chiến lực cũng cặn kẽ hồi báo cho Diệp Thần. Diệp Thần dừng lại hồi lâu, liền nói, đế tôn cảnh trở lên, toàn bộ đi theo ta trở lại Côn Lôn hư. Khác từ đạo nguyên cảnh chúng tuyển chiến lực cao mạnh hạng người. Tạm thời trông coi luyện thể đất hết thảy sự vật. Hắn trở lại Côn Lôn hư, còn có một trận đại chiến, mang đế tôn cảnh tạm được, đạo nguyên cảnh đi chỉ có thể coi như là con chốt thí. Chỉ có thể diệt trừ huyết linh tộc người sau đó, lại đem tu vi khá cao đạo nguyên cảnh và hư vương cảnh yêu tộc mang ra ngoài, dần dần cùng Côn Lôn hư dung hợp. Đến khi nhất định thời điểm, lại hoàn toàn mở cửa luyện thể chi địa. Nếu không, vô căn cứ nhiều hơn tới hơn 60 triệu yêu tộc, Côn Lôn hư tất nhiên muốn tạc oa. Mạt tướng tuân lệnh. Diệp Thần gật đầu một cái vừa định giao phó cái gì, đột nhiên thần sắc biến đổi. Trong mắt hắn càng phát ra lạnh như băng. Hơi thở cuồng bạo trực tiếp để cho bách chiến thần tướng lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi lại là khạc ra. Quả nhiên, hoa hạ Diệp gia vẫn là xảy ra chuyện. Rốt cuộc ai? Dám động chạm ta Diệp Thần nghịch lân. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 58.